Bài học 4. Thói quen tiết kiệm. Con người là tập hợp của xương, thịt, máu, tóc và tế bào não. Đây là những vật liệu con người sử dụng để xây dựng nên cá tính riêng của mình thông qua quy luật thói quen. Sự giúp đỡ lâu bền nhất mà cha mẹ có thể dành cho con cái của họ là hướng dẫn cho đứa trẻ tự giúp chính mình. Khuyên ai đó tiết kiệm tiền mà không mô tả rõ làm thế nào để tiết kiệm thì không khác gì vẽ một bức tranh về một con ngựa và chú giải bên dưới. Đây là một con ngựa. Rõ ràng rằng tiết kiệm tiền là một trong những yếu tố cần thiết để thành công. Nhưng câu hỏi lớn nhất nằm trong suy nghĩ của phần lớn những người không biết tiết kiệm là: tôi làm điều đó như thế nào? Việc tiết kiệm tiền chỉ là vấn đề của thói quen. Vì lý do đó, bài học này sẽ bắt đầu với một phân tích ngắn gọn về quy luật thói quen. Con người định hình tính cách của chính mình theo đúng nghĩa đen thông qua quy luật thói quen. Bất kỳ hành động nào được lặp đi lặp lại sau một vài lần đều trở thành thói quen. Và tâm trí dường như không có gì khác hơn là một loạt các động lực được hình thành từ thói quen hàng ngày của chúng ta. Một khi được khắc ghi vào tâm trí, thói quen sẽ tự động thúc đẩy con người hành động. Chẳng hạn, nếu bạn thường đi theo một tuyến đường nhất định để đi làm hoặc ghé thăm một địa điểm nào đó, thì rất nhanh thôi, thói quen sẽ được hình thành và tâm trí của bạn sẽ dẫn bạn qua con đường đó mà không cần suy nghĩ. Tới một lúc nào đó, bạn muốn đi theo một hướng khác. Nếu bạn không liên tục giữ suy nghĩ về sự thay đổi tuyến đường trong tâm trí, thì bạn sẽ thấy mình lại đi theo tuyến đường cũ. Các diễn giả đã phát hiện ra rằng việc nói đi nói lại nhiều lần về một câu chuyện, cho dù là chuyện hư cấu, dưới tác động của quy luật thói quen, có thể làm cho họ nhanh chóng quên đi việc câu chuyện đó có thật hay không. Những bức tường của giới hạn được dựng lên thông qua thói quen. Hàng triệu người sống trong nghèo khổ và thiếu thốn bởi vì họ đã vận dụng một cách tiêu cực quy luật thói quen, vừa không hiểu quy luật thói quen, vừa không hiểu quy luật hấp dẫn, mà qua đó những thứ tương đồng sẽ thu hút lẫn nhau. Những người nghèo khó hiếm khi nhận ra rằng tình cảnh thảm bại của họ là kết quả từ hành vi của chính họ. Nếu bạn tự cho rằng khả năng kiếm tiền của bạn bị giới hạn, bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều hơn thế, bởi vì quy luật thói quen sẽ thiết lập một giới hạn nhất định về số tiền bạn có thể kiếm được. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận giới hạn này, và rất nhanh thôi, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình tuột dốc. Và cuối cùng, khi bạn bị ám ảnh bởi nỗi sợ nghèo đói, một trong 6 nỗi sợ cơ bản, thì cơ hội sẽ không còn gõ cửa nhà bạn nữa. Sức sống của bạn bị niêm phong, số phận của bạn đã được xác định. Hình thành thói quen tiết kiệm không có nghĩa là bạn sẽ giới hạn khả năng kiếm tiền của mình, mà ngược lại, bạn sẽ vận dụng quy luật này để nó không chỉ giúp bạn bảo tồn những gì bạn kiếm được một cách có hệ thống, mà còn đặt bạn vào những cơ hội lớn hơn và mang lại cho bạn tầm nhìn, sự tự tin, trí tưởng tượng, sự nhiệt tình, sự chủ động và khả năng lãnh đạo thực sự để tăng khả năng kiếm tiền của bạn. Nói về quy luật tuyệt vời này theo một cách khác, khi bạn hiểu thấu đáo quy luật thói quen, bạn có thể tự bảo đảm thành công của mình trong trò chơi kiếm tiền bằng cách chơi từ cả hai phía. Bạn sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên, thông qua quy luật, mục tiêu xác định chủ chốt, bạn thiết lập trong tâm trí một sự mô tả chính xác về điều bạn muốn, bao gồm cả số tiền bạn dự định kiếm được. Tiềm thức của bạn sẽ đón nhận bức tranh bạn tạo ra và sử dụng nó như một bản thiết kế, một biểu đồ hoặc bản đồ để đưa suy nghĩ và hành động của bạn vào các kế hoạch thực tế. Nhằm thực hiện được mục tiêu chủ chốt đó, quy luật thói quen sẽ giúp bạn giữ mục tiêu chủ chốt đó cố định trong tâm trí của bạn, theo cách được mô tả trong bài học thứ hai, cho đến khi nó được in dấu vững chắc và vĩnh viễn ở đó. Điều này sẽ phá hủy dấu ấn vô thức của sự nghèo đói, và thay vào đó hình thành ý thức về sự thịnh vượng. Bạn thực sự sẽ bắt đầu đòi hỏi sự giàu có. Bạn sẽ bắt đầu mong đợi nó. Bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị đón nhận nó và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Từ đó mở đường và tạo tiền đề cho sự phát triển của thói quen tiết kiệm. Thứ hai, cùng với việc tăng khả năng kiếm tiền của mình theo cách trên, bạn cần vận dụng quy luật thói quen ở mức độ cao hơn bằng cách đưa vào kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu chủ chốt, việc tiết kiệm một tỷ lệ nhất định tất cả các khoản thu nhập. Như vậy, khi thu nhập của bạn tăng lên,
tiết kiệm cũng sẽ tăng theo tỷ lệ tương ứng. Bằng việc một mặt thúc giục và đòi hỏi bản thân gia tăng khả năng kiếm tiền, mặt khác áp đặt một cách có hệ thống việc tiết kiệm một tỷ lệ nhất định tất cả các khoản thu nhập của mình, bạn sẽ sớm đạt đến ngưỡng cho phép loại bỏ tất cả các giới hạn tưởng tượng khỏi tâm trí của chính mình. Sau đó, bạn sẽ có một khởi đầu thuận lợi trên con đường độc lập tài chính. Không có gì có thể thực tế hơn và dễ dàng thực hiện hơn thế. Nếu đảo ngược quá trình vận động của quy luật thói quen bằng cách thiết lập trong tâm trí mình nỗi sợ nghèo đói, thì chẳng mấy chốc nỗi sợ này sẽ làm suy giảm khả năng kiếm tiền của bạn, cho đến khi bạn hầu như không thể kiếm đủ tiền cho nhu cầu thực tế của mình. Báo chí có thể tạo ra sự hoảng loạn chỉ trong một tuần bằng cách lấp đầy trang báo với những tin tức liên quan đến thất bại kinh doanh, mặc dù thực tế là có rất ít doanh nghiệp so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động thực sự thất bại. Cái gọi là làn sóng tội phạm phần lớn là sản phẩm của báo chí giật gân, một vụ án giết người đơn lẻ khi được các tờ báo của đất nước khai thác thông qua các tiêu đề gây sợ hãi là đủ để đưa tới một làn sóng thường xuyên của các tội ác tương tự ở nhiều địa phương. Sau sự đưa tin liên tục về vụ giết người Hickman trên các tờ nhật báo, những trường hợp tương tự bắt đầu được báo cáo từ các vùng khác của đất nước. Chúng ta là nạn nhân của chính thói quen của mình, cho dù chúng ta là ai đi chăng nữa. Bất kỳ ý tưởng nào được cố định trong tâm trí, hoặc bất kỳ ý tưởng nào được phép cài đặt trong tâm trí do kết quả của những ám thị, của môi trường hay ảnh hưởng từ các cộng sự, v.v. chắc chắn sẽ khiến chúng ta đi tới những hành vi tương ứng phù hợp với bản chất của ý tưởng đó. Nếu bạn hình thành thói quen suy nghĩ và nói về sự giàu có và thịnh vượng, thì rất nhanh thôi, bằng chứng hiện hữu của những điều này sẽ bắt đầu thể hiện qua những cơ hội lớn hơn, những cơ hội mới và bất ngờ. Những điều tương tự sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Nếu bạn đang kinh doanh, có thói quen nói và suy nghĩ rằng tình hình kinh doanh xấu đi, thì công việc kinh doanh sẽ rất tệ. Một người bi quan, nếu để sự bi quan ảnh hưởng đủ lâu, có thể phá hủy công việc của nửa tá những người có năng lực bằng cách hình thành trong tiềm thức của các cộng sự suy nghĩ về sự nghèo đói và thất bại. Đừng trở thành kiểu người như vậy. Mỗi người đều là một cục nam châm liên tục hấp dẫn những người có tính cách hài hòa với họ. Một trong những chủ ngân hàng thành công nhất ở bang Illinois đã treo tấm biển này trước cửa văn phòng riêng của mình: "Ở đây chúng tôi chỉ nói và nghĩ về sự thịnh vượng. Nếu bạn có một câu chuyện buồn, xin hãy giữ cho riêng mình, vì chúng tôi không mong đợi nó." Không một doanh nghiệp nào muốn sử dụng các dịch vụ của một người bi quan, và những người hiểu quy luật hấp dẫn và quy luật thói quen sẽ không cho phép người bi quan tới nơi làm việc của họ, cũng tựa như không cho phép một tên trộm đi lang thang trong nhà mình, vì lý do là một người như vậy sẽ phá hủy sự hữu ích của những người xung quanh anh ta. Trong hàng chục ngàn gia đình, chủ đề trò chuyện thường thấy là sự nghèo đói và thiếu thốn, và đó chính là những gì họ đang nhận được. Họ nghĩ về nghèo đói, họ nói về nghèo đói, họ chấp nhận nghèo đói như là số phận dành cho họ trong cuộc sống. Họ lý luận rằng bởi vì tổ tiên của họ nghèo, họ cũng phải nghèo. Ý thức nghèo đói được hình thành là kết quả của thói quen suy nghĩ và lo sợ nghèo đói. Thấy chưa, điều mà tôi đã lo sợ đã xảy ra rồi. Nô lệ của nợ nần. Nợ nần là một ông chủ tàn ác, một kẻ thù chết người của thói quen tiết kiệm. Nghèo đói và cô đơn đã đủ để giết chết tham vọng, sự phá hủy tự tin và phá hủy hy vọng. Nhưng thêm vào gánh nặng nợ nần thì tất cả những ai là nạn nhân của cả hai ông chủ tàn ác này thực tế đều đã bị kết án thất bại. Không ai có thể làm tốt nhất công việc của mình, không ai có thể thể hiện bản thân một cách đáng được tôn trọng, không ai có thể tạo ra hoặc thực hiện một mục đích rõ ràng trong cuộc sống với khoản nợ lớn treo lơ lửng trên đầu. Người bị trói buộc trong chế độ nô lệ của nợ nần cũng bất lực như người nô lệ bị trói buộc bởi sự thiếu hiểu biết hoặc bởi những dây xích. Tác giả có một người bạn thân có thu nhập $1,000 một tháng. Vợ anh ta thích giao tiếp xã hội và cố gắng thể hiện ra bên ngoài bằng các khoản chi tiêu $20,000 trên một năm, trong khi thu nhập chỉ có $12,000. Và kết quả là người bạn đó thường xuyên bị nợ $8,000. Các thành viên trong gia đình anh ta hình thành thói quen chi tiêu dưới ảnh hưởng của người mẹ. Cả hai đứa con gái và một đứa con trai giờ đã đến tuổi học đại học nhưng không thể đi học do khoản nợ của người cha.
Sự căng thẳng giữa cha và con khiến cho cả gia đình khổ sở và bất hạnh. Chỉ nghĩ tới việc sống như một người tù bị xích, bị lôi kéo và điều khiển bởi một người nào đó, do các khoản nợ thật khủng khiếp. Sự tích lũy các khoản nợ cũng là một thói quen. Nợ nần thường bắt đầu từ khoản rất nhỏ, rồi sau đó phát triển thành con số khổng lồ một cách chậm rãi, từng chút một cho tới khi nó chiếm lĩnh hết linh hồn của một người. Hàng ngàn người trẻ tuổi bắt đầu cuộc sống hôn nhân với những khoản nợ không cần thiết, treo trên đầu mà không bao giờ xoay sở để thoát ra được. Sau khi hào quang của hôn nhân mờ đi, mà thường là như vậy, cặp vợ chồng bắt đầu cảm thấy xấu hổ về những thiếu thốn đời thường. Và cảm giác này ngày càng phát triển tới mức gây ra sự bất mãn với bạn đời, thậm chí đi tới ly hôn. Người bị bắt làm nô lệ cho nợ nần không có thời gian hay cảm hứng để sáng tạo, phát triển ý tưởng. Kết quả là theo thời gian, anh ta cứ tụt hậu dần tới mức bắt đầu tự đặt ra những giới hạn trong tâm trí. Từ đó anh ta tự nhốt mình trong những bức tường của sự sợ hãi và nghi ngờ mà bản thân anh ta không thể thoát ra được. Không có hy sinh nào là đủ để tránh khỏi sự khổ sở của nợ nần. Hãy nghĩ đến những gì bạn có và những người phụ thuộc vào bạn để tìm cách không phải làm con nợ của bất kỳ ai, là lời khuyên của một người thành công từng trải qua việc những cơ hội ban đầu bị nợ nần phá hủy. Anh ta đã kịp tỉnh lại để từ bỏ thói quen mua sắm những vật không cần thiết và cuối cùng thoát khỏi tình trạng nô lệ. Hầu hết những người đàn ông có thói quen nợ nần sẽ không may mắn đến mức kịp thời tự cứu mình. Bởi vì nợ nần là một thứ giống như cát lún có xu hướng kéo nạn nhân của mình ngày càng sâu hơn vào vũng bùn. Nỗi sợ nghèo đói là một trong những nỗi sợ có khả năng hủy diệt cao nhất trong 6 nỗi sợ cơ bản được mô tả trong bài học thứ 3. Với người bị giam cầm vô vọng trong nợ nần, với nỗi sợ nghèo khó, tham vọng và sự tự tin của anh ta bị tê liệt và anh ta dần chìm và quên lãng. Có 2 loại nợ nần và chúng có bản chất khác nhau đến mức cần được mô tả cụ thể như sau. Thứ nhất, có những khoản nợ phát sinh cho những xa xỉ phẩm và sự thất thoát chi tiêu. Thứ hai, có những khoản nợ phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc kinh doanh cho những dịch vụ hoặc hàng hóa có thể được chuyển đổi thành tài sản. Loại nợ đầu tiên là loại cần tránh. Loại thứ hai có thể chấp nhận được với điều kiện người vay có phán đoán trước và không vượt quá giới hạn hợp lý. Khi một người thực hiện hành vi mua sắm vượt quá giới hạn của mình, anh ta đã đặt chân vào lãnh địa đầu cơ và đầu cơ nuốt chửng nhiều nạn nhân của nó hơn là những người làm giàu từ nó. Trên thực tế, tất cả những người hành xử vượt quá khả năng của họ đều bị đầu cơ cám dỗ với hy vọng rằng họ có thể thu lại toàn bộ khoản vay chỉ trong một vòng quay của vận may. Tiếc là vòng quay lại thường dừng sai địa điểm và thay vì thế mình thoát khỏi nợ nần, những người đam mê đầu cơ bị ràng buộc ngày càng chặt chẽ hơn, tiến gần hơn tới ngưỡng nô lệ của nợ nần. Nỗi sợ đói nghèo phá vỡ sức mạnh ý chí của các nạn nhân. Sau đó, họ thấy mình không thể khôi phục lại những tài sản đã mất và điều đáng buồn hơn là họ mất hết tham vọng thoát khỏi cảnh nô lệ của nợ nần. Gần như không có ngày nào trôi qua mà người ta không thấy trên các tờ báo ít nhất một vụ tự tử do áp lực của nợ nần. Chế độ nô lệ của nợ nần gây ra nhiều vụ tự tử hàng năm hơn tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự tàn khốc của nỗi sợ đói nghèo. Trong chiến tranh, hàng triệu người đối mặt với chiến hào trên chiến tuyến mà không nao núng dù biết rằng cái chết có thể mang họ đi bất cứ lúc nào. Cũng như con người đó, khi đối mặt với nỗi sợ nghèo đói, lại thường co rúm người lại vì tuyệt vọng, lý trí bị tê liệt, thậm chí phải tự tử. Người không mắc nợ có thể vượt qua đói nghèo và đạt được thành công tài chính xuất sắc. Nhưng nếu anh ta bị ràng buộc bởi nợ nần, thì thành tích đó chỉ là một khả năng xa vời và có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nỗi sợ đói nghèo là một trạng thái tiêu cực, phá hoại tâm trí con người. Hơn thế nữa, trạng thái tâm lý tiêu cực này có xu hướng thu hút các trạng thái tâm lý tương tự khác. Chẳng hạn, nỗi sợ đói nghèo có thể thu hút nỗi sợ sức khỏe kém. Và hai điều này có thể thu hút nỗi sợ tuổi già, để nạn nhân thấy mình vừa nghèo khổ, vừa ốm yếu và thực sự già đi rất sớm trước khi những dấu hiệu của tuổi già nên xuất hiện. Hàng triệu ngôi mộ không tên đã được lấp đầy bởi trạng thái tâm lý tàn khốc mang tên nỗi sợ đói nghèo này. Chưa đầy chục năm trước, có một chàng trai trẻ giữ một vị trí quan trọng trong ngân hàng City National Bank, thành phố New York. Việc chi tiêu vượt quá thu nhập khiến anh ta mắc phải một số nợ lớn, làm bản thân lo lắng,
Dần dần, thói quen phá hoại này bắt đầu xuất hiện trong công việc của anh và chàng trai đã bị đuổi khỏi ngân hàng. Anh ta tìm được một công việc khác, thu nhập ít hơn, nhưng các chủ nợ của anh đã làm anh ta xấu hổ đến nỗi quyết định từ chức và đi đến một thành phố khác, nơi chàng trai hy vọng thoát khỏi họ cho đến khi kiếm đủ tiền để trả nợ. Các chủ nợ có cách truy tìm con nợ, vì vậy rất nhanh, họ đã theo sát gót chàng trai trẻ này. Người chủ lúc này của anh ta phát hiện ra tình trạng mắc nợ của nhân viên và sa thải anh. Chàng trai đi tìm việc trong vô vọng suốt 2 tháng sau đó. Một đêm lạnh lẽo, anh trèo lên sân thượng của một trong những tòa nhà cao tầng ở Broadway và nhảy xuống. Nợ nần đã ghi danh cho mình thêm một nạn nhân mới. Ai nói với bạn điều đó không thể thực hiện, người đó đã đạt được những thành tựu vĩ đại nào để cho phép anh ta dùng từ không thể một cách tự do như thế. Làm thế nào để vượt qua nỗi sợ nghèo đói? Nếu đang dính phải nợ nần thì cần phải thực hiện 2 việc để vượt qua nỗi sợ nghèo đói. Đầu tiên, hãy bỏ ngay thói quen mua trước trả sau và trả dần các khoản nợ đã phát sinh. Không phải lo lắng về việc mắc nợ, bạn mới sẵn sàng để thay đổi những thói quen trong tâm trí và định hướng lại hành vi của mình theo hướng thịnh vượng. Hãy chấp nhận như một phần của mục tiêu chủ chốt, thói quen tiết kiệm thường xuyên một phần thu nhập của bạn, ngay cả khi khoản đó không quá 1 xu một ngày. Rất nhanh, thói quen này sẽ bắt đầu hình thành trong tâm trí của bạn và bạn thực sự sẽ có được niềm vui từ việc tiết kiệm. Bất kỳ thói quen nào cũng có thể bị ngưng bằng cách xây dựng ở vị trí của nó một số thói quen khác cần thiết hơn. Thói quen chi tiêu phải được thay thế bằng thói quen tiết kiệm bởi tất cả những người mong muốn đạt được sự độc lập về tài chính. Chỉ đơn thuần từ bỏ một thói quen không mong muốn là không đủ, vì những thói quen như vậy có xu hướng xuất hiện trở lại, trừ khi vị trí trước đây nó chiếm giữ trong tâm trí đã được lấp đầy bởi một thói quen khác có bản chất khác biệt. Sự gián đoạn của một thói quen để lại một lỗ hổng trong tâm trí, và lỗ hổng này phải được lấp đầy bằng một số thói quen khác. Nếu không, thói quen cũ sẽ quay trở lại và chiếm lại vị trí của nó. Trong suốt cuốn sách này, nhiều công thức tâm lý mà người đọc được yêu cầu ghi nhớ và thực hành theo các bước đã nêu, bạn sẽ tìm thấy một công thức như vậy trong bài học thứ 3, cần phát triển sự tự tin. Những công thức này có thể được đồng hóa để trở thành một phần bộ máy tinh thần của bạn. Thông qua quy luật thói quen, nếu bạn thực hiện đúng hướng dẫn, đi kèm với từng công thức. Hãy giả định rằng bạn đang phấn đấu để đạt được sự độc lập tài chính. Việc tích lũy tiền sẽ không quá khó sau khi bạn đã vượt qua nỗi sợ đói nghèo và phát triển thói quen tiết kiệm thay cho điều đó. Tác giả của cuốn sách này sẽ rất thất vọng nếu biết bất kỳ độc giả nào có nhận định từ bất cứ chi tiết nào trong bài học này hoặc những bài học khác rằng thành công chỉ được đo bằng số đô la. Tuy vậy, tiền thực sự đại diện cho một yếu tố quan trọng trong thành công và nó phải được trao giá trị phù hợp trong bất kỳ triết lý nào nhằm giúp con người trở nên hữu ích, hạnh phúc và giàu có. Có một sự thật lạnh lùng tàn nhẫn thường thấy là trong thời đại trọng vật chất này, một con người không hơn hạt cát là bao có thể bị thổi bay bởi những cơn gió bất chợt, trừ khi anh ta cố thủ sau bức tường quyền lực của tiền bạc. Tài năng có thể mang lại nhiều phần thưởng cho người sở hữu nó, nhưng nếu tài năng không mang lại sự giàu có thì niềm vinh hạnh có được tài năng đó cũng chỉ giống một bộ xương khô rỗng tuếch. Người không có tiền phải chịu sự thương hại của người sở hữu nó, và điều này vẫn luôn diễn ra, bất kể người đó có bao nhiêu năng lực, được đào tạo thế nào, hoặc có bao nhiêu tài năng bẩm sinh được thiên nhiên ban tặng. Không ai thoát được việc, mọi người sẽ đánh giá bạn chủ yếu trên cơ sở số dư tài khoản, bất kể bạn là ai hay bạn có thể làm gì. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của hầu hết mọi người khi họ gặp một người lạ là: anh ta có bao nhiêu tiền? Nếu có tiền, anh ta được chào đón, vào nhà và cơ hội kinh doanh sẽ xuất hiện theo cách của anh ta. Mọi chú ý được dành cho anh ta. Anh ta là một hoàng tử và được trao tặng mảnh đất tốt nhất. Nhưng nếu gót giày của anh ta cũ hỏng, quần áo của anh ta nhàu nát, cổ áo của anh ta bị bẩn, thể hiện những dấu hiệu rõ ràng của sự nghèo đói, thì anh ta sẽ khốn khổ vì đám đông đi qua, sẽ dẫm lên chân và liếc nhìn anh ta với sự thiếu tôn trọng. Đây không phải là những lời nói dễ nghe, nhưng đó là thực tế.
xu hướng đánh giá con người thông qua số tiền họ có hoặc khả năng kiểm soát tiền của họ không giới hạn trong bất kỳ một nhóm người nào. Tất cả chúng ta đều có xu hướng đó, cho dù chúng ta có nhận ra nó hay không. Thomas Edison là một trong những nhà phát minh nổi tiếng và được kính trọng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, không có gì sai khi nói rằng ông sẽ vẫn là một nhân vật khó hiểu, mơ hồ nếu không có thói quen bảo tồn các nguồn lực và thể hiện khả năng tiết kiệm tiền của mình. Henry Ford sẽ không bao giờ có được nền tảng đầu tiên để tạo dựng cỗ xe không ngựa kéo của mình nếu không phát triển từ rất sớm thói quen tiết kiệm. Hơn nữa, nếu ông Ford không bảo tồn các nguồn lực của mình và tự bảo vệ mình trước quyền lực của đối phương, ông đã bị các đối thủ cạnh tranh hoặc những người khao khát thành công đó đẩy ông ra khỏi công việc kinh doanh từ rất lâu rồi. Nhiều người đã đi một chặng đường rất dài, hướng tới thành công, liên tục vấp ngã và không bao giờ đứng dậy nổi vì thiếu tiền trong những lúc khẩn cấp. Tỷ lệ phá sản trong kinh doanh mỗi năm do thiếu vốn dự trữ cho các trường hợp khẩn cấp là rất lớn. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại kinh doanh hơn tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Quỹ dự trữ là thiết yếu để vận hành kinh doanh thành công. Tương tự vậy, tiết kiệm là điều thiết yếu cho thành công từ phía cá nhân. Không có tiết kiệm, cá nhân thường phải chịu đựng theo hai cách. Thứ nhất, không thể nắm bắt cơ hội vì nó chỉ đến với người sẵn có tiền. Và thứ hai, bối rối trong một số trường hợp cần tiền khẩn cấp. Ngoài ra có thể nói rằng, cá nhân còn phải chịu đựng theo cách thứ ba khi không phát triển. Thói quen tiết kiệm vì việc thiếu một số phẩm chất cần thiết khác để thành công, mà những phẩm chất đó phát triển từ thói quen tiết kiệm. Mọi thất bại, mọi nghịch cảnh, mọi đau khổ có thể là phước lành được ngụy trang nếu nó làm giảm bớt phần con vật trong bản chất của chúng ta. Những đồng xu lẻ mà người bình thường cho phép lọt qua kẽ tay của mình, nếu được tiết kiệm có hệ thống và đưa vào sử dụng đúng cách, cuối cùng sẽ mang lại sự độc lập về tài chính. Bảng dưới đây đã được biên soạn bởi Hiệp hội cho vay và xây dựng lớn mạnh, cho thấy việc tiết kiệm tháng 5, 10, 25 hoặc 50 đô la sẽ mang lại kết quả thế nào sau 10 năm. Những con số này gây sửng sốt khi người ta cân nhắc đến thực tế rằng một người bình thường chi từ 5 đến 50 đô la trên một tháng cho những thứ hàng hóa vô dụng hay còn gọi là giải trí. Tiền của bạn tăng trưởng một cách tuyệt vời như thế nào? Tiết kiệm 5 đô la một tháng, chỉ 17 xu một ngày. Tiền gốc năm thứ nhất là 60 đô la. Đến năm thứ 10, bạn đã có 600 đô la. Tiền lãi thu được năm thứ nhất là 4,3. Đến năm thứ 10 là 400. Cả gốc và lãi, năm thứ nhất là 64,3. Đến năm thứ 10 là 1.000. Và khoản tiền có thể rút năm thứ nhất là 61,3. Đến năm thứ 10 là 1.000. Nếu bạn tiết kiệm 10 đô la một tháng, chỉ 33 xu một ngày. Tiền gốc năm thứ nhất là 120 đô la, đến năm thứ 10 là 1.200 đô la. Tiền lãi năm thứ nhất là 8,6 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 800 đô la. Cả gốc và lãi năm thứ nhất là 128,6 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 2.000 đô la. Khoản tiền có thể rút năm thứ nhất là 122,6 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 2.000 đô la. Nếu bạn tiết kiệm 25 đô la một tháng, tức chỉ 83 xu một ngày, tiền gốc năm thứ nhất là 300 đô la, năm thứ 10 3.000 đô la. Tiền lãi của năm thứ nhất là 21,5 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 2.000 đô la. Cả gốc và lãi, năm thứ nhất là 321,5 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 5.000 đô la. Và khoản tiền có thể rút ra ở năm thứ nhất là 306,5 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 5.000 đô la. Nếu bạn tiết kiệm 50 đô la một tháng, tức chỉ 1,66 đô la trên một ngày, tiền gốc năm thứ nhất là 600 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 6.000 đô la. Tiền lãi năm thứ nhất là 43 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 4.000 đô la. Cả gốc và lãi, năm thứ nhất là 643 đô la, đến năm thứ 10 bạn đã có 10.000 đô la. Và khoản tiền có thể rút ra, năm thứ nhất là 613 đô la,
Đến năm thứ 10, bạn đã có 10.000 đô la. Việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền liên quan tới tính khoa học. Tuy nhiên, các quy tắc về tích lũy tiền lại rất đơn giản, để bất kỳ ai cũng có thể làm theo. Điều kiện tiên quyết chính là sự sẵn sàng để bớt một phần của hiện tại cho tương lai, bằng cách loại bỏ các chi tiêu không cần thiết cho những thứ xa xỉ. Một thanh niên, người chỉ kiếm được 20 đô la trên một tuần, khi lái xe cho một chủ ngân hàng nổi tiếng ở New York, đã bị ông chủ yêu cầu phải theo dõi chính xác mỗi xu anh ta bỏ ra trong một tuần. Sau đây là danh mục chi tiêu của anh ấy: thuốc lá 0,75 đô la, kẹo cao su 0,3 đô la, nước soda 1,8 đô la, thuốc lá cho bạn bè hút 1,5 đô la, xem phim 1 đô la, cạo râu bao gồm cả tip 1,6 đô la, báo hàng ngày và chủ nhật 0,22 đô la, đánh giày 0,3 đô la. Tổng các khoản chi bên trên là 7,47 đô la, thuê phòng 12 đô la, còn dư 0,53 đô la, tổng thu nhập 20 đô la. Những số liệu này kể một câu chuyện đáng tiếc có thể xảy ra cho hàng ngàn người khác theo cách tương tự như với chàng trai trẻ này. Khoản tiết kiệm thực tế của anh ta trong số 20 đô la chỉ là 53 xu. Chàng trai đã chi 7,47 đô la cho các mặt hàng, mà mặt hàng nào trong số đó cũng có thể được giảm đáng kể và hầu hết có thể bị loại bỏ hoàn toàn. Trên thực tế, bằng cách tự cạo râu và đánh giày, anh ta có thể tiết kiệm được đến từng xu trong số 7,47 đô la. Bây giờ, hãy chuyển sang bảng được tạo bởi Hiệp hội cho vay và xây dựng và quan sát số tiền tiết kiệm 7,47 đô la trên một tuần sẽ là bao nhiêu. Giả sử số tiền mà chàng trai trẻ này thực sự tiết kiệm được chỉ là 25 đô la trên tháng, tiết kiệm sẽ tăng lên đến tổng số 5.000 đô la sau 10 năm. Người thanh niên trong câu chuyện ở độ tuổi 21 tại thời điểm anh ta có cách chi tiêu như trên. Khi anh ta ở tuổi 31, anh ta đã có một khoản đáng kể trong ngân hàng nếu tiết kiệm được 25 đô la trên một tháng. Và việc tiết kiệm này sẽ mang lại cho anh ta nhiều cơ hội dẫn đến sự độc lập tài chính. Một số người thiền cận hay triết học gia giấy thích chỉ ra thực tế rằng không ai có thể trở nên giàu có chỉ bằng cách tiết kiệm một vài đô la trên một tuần. Điều này cũng có thể đúng nếu cứ tiếp tục lập luận theo cách đó, mà rồi cũng không thể kéo quá xa. Nhưng mặt khác của câu chuyện là việc tiết kiệm ngay cả một khoản tiền nhỏ sẽ đặt người tiết kiệm nó ở một vị trí có điều kiện cho phép tận dụng các cơ hội kinh doanh trực tiếp và khá nhanh chóng dẫn đến sự độc lập tài chính. Nếu chưa có thói quen tiết kiệm tiền một cách có hệ thống, bạn nên sử dụng bảng cho thấy số tiền có được nếu tiết kiệm 5 đô la một tháng sau 10 năm ở trên và dán vào gương của bạn, nơi bạn sẽ nhìn thấy nó mỗi sáng khi bạn thức dậy và mỗi tối khi bạn đi ngủ. Bảng này nên được in ra với chữ viết hoa và kích thước trên một in dán trên các bức tường ở mọi trường học trên khắp đất nước như một lời nhắc nhở liên tục cho tất cả học sinh về giá trị của thói quen tiết kiệm. Vài năm trước, khi chưa suy nghĩ nghiêm túc về giá trị của thói quen tiết kiệm, tác giả đã tạo ra một danh mục theo dõi số tiền đã phụt mất khỏi tay mình. Số tiền này đáng báo động đến mức dẫn tới việc tôi phải viết bài học này và thêm thói quen tiết kiệm là 115 luật thành công. Sau đây là danh mục theo dõi đó. 4.000 đô la được thừa kế đầu tư kinh doanh ô tô với một người bạn và mất toàn bộ sau một năm. 3.600 đô la kiếm thêm từ việc viết báo và tạp chí bị tiêu phí vô dụng. 30.000 đô la thu nhập từ việc đào tạo 3.000 nhân viên bán hàng với triết lý của luật thành công, đầu tư vào một tạp chí bị thất bại bởi không có quỹ tài chính dự phòng. 3.400 đô la kiếm thêm từ các buổi nói chuyện, giảng bài, toàn bộ được sử dụng ngay khi vừa nhận được. 6.000 đô la khoản dự toán sẽ kiếm được sau 10 năm nếu tiết kiệm 50 đô la một tháng. Tổng cộng là 47.000 đô la. Số tiền này nếu được tiết kiệm và đầu tư trong Hiệp hội cho vay và xây dựng hoặc bất kỳ một cách nào đó khác mang lại lãi suất sẽ tăng lên thành số tiền 94.000 đô la tại thời điểm bài học này được viết. Tác giả không phải là nạn nhân của bất kỳ thói quen hoang phí thường thấy nào, chẳng hạn như cờ bạc, uống rượu hay chơi bời quá mức. Gần như không thể tin được rằng một người có thói quen sống hợp lý vừa phải có thể chi tiêu tới 47.000 đô la trong vòng hơn 10 năm mà không mang lại cái gì. Nhưng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một khoản tài chính 94.000 đô la nếu gửi tiết kiệm đủ để cung cấp cho bất kỳ người nào
tất cả sự tự do tài chính mà anh ta cần. Tôi nghĩ tới hôm chủ tịch của một tập đoàn lớn gửi cho tôi tấm séc $500 tiền thù lao cho bài phát biểu tôi trình bày trong một bữa tiệc với nhân viên. Và tôi nhớ lại rõ ràng những gì đã diễn ra trong tâm trí của mình khi tôi mở bức thư và nhìn thấy tấm séc. Tôi đã muốn có một chiếc ô tô mới và tấm séc này chính là số tiền cần thiết cho lần thanh toán đầu tiên. Tôi đã tiêu nó chỉ trong vòng 30 giây khi nó tới tay tôi. Có lẽ đây là kinh nghiệm của đa số mọi người. Họ nghĩ nhiều hơn về cách họ sẽ tiêu những gì họ có hơn là về cách tiết kiệm. Ý tưởng tiết kiệm đi kèm với nó là sự tự kiểm soát và hy sinh bản thân, luôn mang lại những suy nghĩ rất khó chịu. Nhưng ồ, làm thế nào nó có thể khiến người ta thôi nghĩ về việc tiêu tiền? Có một lý do cho điều này, và lý do đó là thực tế hầu hết chúng ta đã phát triển thói quen chi tiêu trong khi bỏ bê thói quen tiết kiệm. Và bất kỳ ý tưởng nào ít xuất hiện trong tâm trí con người sẽ không được chào đón như những ý tưởng xuất hiện thường xuyên. Thực tế là thói quen tiết kiệm có thể trở nên hấp dẫn như thói quen chi tiêu, nhưng điều này chỉ xảy ra khi nó trở thành một thói quen thường xuyên, có căn cứ, có hệ thống. Chúng ta thích làm những điều thường xuyên lặp đi lặp lại, và đây cũng là một cách khác để khẳng định những gì các nhà khoa học đã phát hiện ra, rằng chúng ta là nạn nhân của thói quen của chính mình. Thói quen tiết kiệm đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn so với cái mà hầu hết mọi người đã có. Vì lý do tiết kiệm có nghĩa là tự chối bỏ, hy sinh giải trí và thú vui theo nhiều cách khác nhau. Vì lý do này, một người phát triển thói quen tiết kiệm có được đồng thời nhiều thói quen cần thiết khác dẫn đến thành công, đặc biệt là tự chủ, tự tin, can đảm, đĩnh đạc và tự do vượt lên sợ hãi. Mỗi người nên tiết kiệm bao nhiêu? Câu hỏi đầu tiên sẽ xuất hiện là một người nên tiết kiệm bao nhiêu? Câu trả lời không thể được đưa ra trong một vài từ, vì số tiền một người nên tiết kiệm phụ thuộc vào nhiều điều kiện. Một số trong đó có thể nằm trong tầm kiểm soát của người đó, và một số khác thì không. Nói chung, một người làm công ăn lương nên phân bổ thu nhập của mình như sau. Tiết kiệm 20%, quần áo, thức ăn và nơi ở 50%, giáo dục 10%, giải trí, tái tạo sức lao động 10%, bảo hiểm nhân thọ 10%, tổng cộng 100%. Phân tích chi tiết 178 trường hợp người thành đạt cho thấy một sự thật là tất cả họ đều đã thất bại rất nhiều lần trước khi đạt tới thành công. Tuy nhiên, người bình thường thường phân phối thu nhập của mình như sau. Tiết kiệm 0%, quần áo, thức ăn và nơi ở 60%, giáo dục 0%, giải trí, tái tạo sức lao động 45%, bảo hiểm nhân thọ 5%, tổng cộng 100%. Tất nhiên, trong mục giải trí, tái tạo sức lao động, bao gồm nhiều khoản chi không thực sự tái tạo, chẳng hạn như chi tiêu cho rượu bia, tiệc tùng và những thứ tương tự khác thực sự có thể làm suy yếu sức khỏe của con người. Một nhà phân tích có kinh nghiệm về con người đã tuyên bố rằng anh ta có thể nói chính xác cuộc sống của người đó như thế nào bằng cách kiểm tra chi tiêu hàng tháng của người đó. Hơn nữa, anh ta sẽ nhận được hầu hết thông tin mình cần từ mục giải trí tái tạo sức lao động. Đây là mục cần được theo dõi cẩn thận như người quản lý nhà kính theo dõi chiếc nhiệt kế chi phối sự sống và cái chết của cây trồng. Trong phần lớn các trường hợp, mục giải trí trong danh mục chi tiêu hóa ra lại là một con ác quỷ vì nó làm giảm thu nhập rất nhiều và cùng với đó là suy giảm sức khỏe. Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại mà mục giải trí hoàn toàn quá cao so với hầu hết các khoản chi tiêu của ngân sách. Hàng chục ngàn người kiếm được không quá $50 một tuần đang chi tiêu 1/3 thu nhập của họ cho cái mà họ gọi là giải trí. Một chai rượu với nhãn hiệu đầy nghi vấn trên đó, ở bất cứ đâu từ $6 đến $12 một lít. Những người không khôn ngoan này không chỉ lãng phí khoản tiền nên đưa vào tiết kiệm, mà nguy hiểm hơn nhiều, họ đang hủy hoại cả tính cách và sức khỏe của mình. Bài học này không hề dự định rao giảng đạo đức, chúng tôi đang đề cập tới các sự thật ở một mức độ khái quát, hình thành nên thứ vật liệu xây dựng có thể tạo ra thành công. Tuy nhiên, đây là nơi thích hợp để nêu một số sự kiện có liên quan trực tiếp đến chủ đề tìm kiếm thành công không thể bỏ qua, không làm giảm bớt giá trị của toàn bộ cuốn sách nói chung và bài học này nói riêng. Tác giả của cuốn sách này không phải là một nhà cải cách, tác giả cũng không phải là người thuyết giảng đạo đức, vì lĩnh vực hữu ích này được thực hiện khá tốt bởi nhiều người có khả năng khác.
Do đó, những gì được nêu ở đây được nhìn nhận là một phần tất yếu của quá trình triết học với mục đích đánh dấu con đường an toàn mà người ta có thể đạt được những thành tựu đáng được tôn trọng. Năm 1926, tác giả hợp tác với ông Donald Rick Mellet, lúc đó là biên tập viên của tờ tin tức hàng ngày Canton, Ohio. Ông Mellet bắt đầu quan tâm đến triết lý của luật thành công bởi vì nó đưa ra lời khuyên cho những người trẻ tuổi, những người thực sự mong muốn tiến lên trong cuộc sống. Thông qua các trang của tờ tin tức hàng ngày, ông Mellet tiến hành một trận chiến khốc liệt chống lại các thế lực ngầm của Canton. Với sự trợ giúp của các thám tử và điều tra viên, một số người trong đó được thống đốc Ohio giới thiệu, ông Mellet và tác giả đã thu thập dữ liệu chính xác liên quan đến cách mà hầu hết người dân ở Canton đang sống. Vào tháng 7 năm 1926, ông Mellet bị ám sát vì bị phục kích bởi 4 người đàn ông. Một trong số đó là cựu thành viên của lực lượng cảnh sát Canton, đã bị kết án chung thân tại tòa án bang Ohio vì thực hiện tội ác. Trong quá trình điều tra các nhóm tội phạm ở Canton, tất cả các báo cáo đã được gửi đến văn phòng của tác giả, và do đó dữ liệu được mô tả ở đây là hoàn toàn chính xác. Một trong những quan chức của một nhà máy công nghiệp lớn có mức lương 6.000 đô la một năm đã dùng trung bình 300 đô la mỗi tháng mua rượu, nếu thứ đó có thể được gọi là rượu, để giải trí. Vợ anh ta cũng tham gia vào những trò giải trí đó tại chính nhà riêng của anh ấy. Một giao dịch viên làm cho một ngân hàng có mức lương 150 đô la một tháng đã chi trung bình 75 đô la một tháng mua rượu. Và ngoài sự lãng phí tiền bạc không đáng có này, với mức lương không quá lớn, anh ta còn gia tăng mức độ lãng phí đó bằng việc tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, và sau này chính điều đó đã hủy hoại anh ta. Tổng giám đốc của một nhà máy sản xuất lớn có mức lương 5.000 đô la mỗi năm, người đáng lẽ phải tiết kiệm ít nhất 125 đô la mỗi tháng, thực ra không tiết kiệm được gì. Hóa đơn rượu của anh ấy trung bình là 100 đô la mỗi tháng. Một cảnh sát có thu nhập 160 đô la mỗi tháng đã chi hơn 400 đô la mỗi tháng cho những bữa tiệc tối tại một nhà hàng gần đó. Anh ta lấy tiền từ đâu để bù đắp chênh lệch giữa thu nhập hợp pháp và chi tiêu thực tế của mình là một câu hỏi phản ánh sự không đáng tin cậy của cảnh sát. Một quan chức ngân hàng có thu nhập ước tính từ các báo cáo thu thuế thu nhập của anh ta những năm trước khoảng 8.000 đô la một năm, có hóa đơn mua rượu hơn 500 đô la trên tháng trong vòng 3 tháng. Các nhà điều tra của Mellet đang tìm hiểu hoạt động của anh ấy, một thanh niên làm việc trong cửa hàng bách hóa với mức lương 20 đô la mỗi tuần, đã chi trung bình 35 đô la mỗi tuần cho một người bán rượu. Người ta nghi ngờ chàng trai đã đánh cắp khoản chênh lệch đó từ ông chủ của mình. Những rắc rối đang chờ đợi anh ta chỉ ngay ngã rẽ, mặc dù tác giả chưa biết liệu chàng trai có thật sự gặp rắc rối thật không. Một nhân viên bán hàng cho công ty bảo hiểm nhân thọ có thu nhập không được biết đến vì anh ta làm việc trên cơ sở hoa hồng, đã chi trung bình 200 đô la mỗi tháng cho một người buôn rượu không có giấy tờ về bất kỳ tài khoản tiết kiệm nào được tìm thấy, và giả định là anh ta không có. Giả định này sau đó đã được xác nhận khi công ty mà chàng trai trẻ làm việc đã bắt anh ta vì tham ô tiền của tổ chức. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã tiêu số tiền mà lẽ ra anh ta phải chuyển vào công ty. Anh ta hiện đang thi hành án dài hạn ở tòa án bang Ohio. Một học sinh trung học đã bỏ ra số tiền lớn để uống rượu. Số tiền thực tế không thể xác minh được vì cậu bé trả tiền mặt khi uống rượu. Và do đó, sổ sách của người bán rượu không tiết lộ số tiền thực tế. Sau đó, cha mẹ của cậu bé này đã nhốt cậu để cứu cậu bé thoát khỏi chính mình. Người ta phát hiện ra rằng cậu bé đã ăn cắp tiền từ tài khoản tiết kiệm mà mẹ mình cất ở ngôi nhà. Khi bị phát hiện, cậu đã đánh cắp và tiêu hơn 300 đô la từ số tiền này. Tác giả đã thực hiện một bài giảng tại 41 trường trung học, nơi tác giả giảng bài mỗi tháng một lần trong suốt học kỳ. Hiệu trưởng của các trường trung học này nói rằng dưới 2% học sinh có xu hướng tiết kiệm, và cuộc điều tra bằng một bảng hỏi được chuẩn bị cho mục đích đó tiết lộ thực tế rằng chỉ có 5% học sinh trong số 11.000 ở độ tuổi trung học tin rằng thói quen tiết kiệm là một trong những yếu tố cần thiết để thành công. Không có gì ngạc nhiên khi người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo ngày càng nghèo hơn. Bạn có thể coi đây chỉ là một tuyên ngôn xã hội nếu bạn thích, nhưng thực tế đã cho thấy mức độ chính xác của nó. Không khó để bất kỳ người nào trở nên giàu có ở một đất nước
của những kẻ tiêu xài hoang phí như thế này, nơi hàng triệu người chi tiêu hết từng xu mà họ sở hữu. Nhiều năm trước, khi làn sóng đam mê tiêu dùng hiện nay lan rộng khắp đất nước, Gugot đã nghĩ ra một phương pháp rất đơn giản để nhặt lại những đồng xu lẻ mà hàng triệu người vứt vào thùng rác, và hệ thống đó đã mang lại cho ông khoản lãi ròng hơn 1 triệu đô la chỉ trong vòng vài năm. Gugot đã chết, nhưng hệ thống tiết kiệm xu lẻ của ông vẫn tiếp tục và tài sản của ông ngày càng lớn hơn. Tất cả những người bán hàng sẽ làm tốt nếu ghi nhớ rằng không ai muốn những thứ mà người khác đang cố gắng từ bỏ. Cửa hàng 5 xu và 10 xu thường được sơn màu đỏ tươi ở mặt trước. Đó là một màu thích hợp vì màu đỏ biểu thị sự nguy hiểm. Mỗi cửa hàng 5 xu và 10 xu là một tượng đài nổi bật chứng minh một cách hoa mỹ rằng một trong những lỗi lầm chính của thế hệ này là thói quen tiêu tiền. Chúng ta đều là nạn nhân của thói quen. Thật không may cho hầu hết chúng ta khi được nuôi dưỡng bởi những bậc cha mẹ không có quan niệm gì về tâm lý thói quen và không nhận thức được lỗi lầm của chính họ. Hầu hết các bậc cha mẹ đều giúp đỡ con cái phát triển thói quen chi tiêu bằng việc tiêu nhiều hơn mà không dạy thói quen tiết kiệm. Những thói quen của thời thơ ấu bám lấy chúng ta suốt cuộc đời. Những đứa trẻ may mắn là đứa trẻ mà cha mẹ với tư cách là người xây dựng nhân cách có tầm nhìn xa và sự hiểu biết về giá trị của thói quen tiết kiệm để khắc sâu thói quen này trong tâm trí của con cái họ. Đó là một quá trình dạy dỗ mang lại phần thưởng phong phú. Hãy đưa một người bình thường 100 đô la mà anh ta không dự tính có được và đoán anh ta sẽ làm gì với nó. Ngay lập tức, anh ta sẽ nghĩ tới việc làm thế nào để tiêu khoản tiền đó. Hàng tá thứ mà anh ta cần hoặc anh ta nghĩ mình cần sẽ lóe lên trong đầu anh ta. Sẽ khá an toàn khi đặt cược rằng khoản 100 đô la sẽ không bao giờ được gửi tiết kiệm trừ khi anh ta có được thói quen tiết kiệm. Trước khi đêm đến, anh ta sẽ chi hết 100 đô la hoặc ít nhất anh ta sẽ quyết định trong tâm trí mình sẽ tiêu như thế nào. Điều này không khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa, thói quen tiêu dùng vốn đã quá sáng chói. Chúng ta bị cai trị bởi thói quen của chúng ta. Việc mở khoản tiết kiệm và bổ sung vào đó một phần dù nhỏ của toàn bộ thu nhập đòi hỏi sự quyết tâm và sức mạnh quyết định dứt khoát. Có một quy tắc mà bất kỳ người nào cũng có thể thấy trước việc nó được khát vọng như thế nào trên toàn thế giới, cho dù anh ta có được hưởng tự do và độc lập tài chính hay không. Và quy tắc này đòi hỏi không liên quan gì đến thu nhập của một người. Quy tắc đó là nếu một người tuân theo thói quen có hệ thống là tiết kiệm một tỷ lệ nhất định tất cả số tiền anh ta kiếm được hoặc nhận được theo những cách khác nhau, anh ta chắc chắn đã thực sự đặt mình vào vị trí độc lập tài chính. Nếu anh ta không tiết kiệm được gì, anh ta tuyệt đối không bao giờ độc lập về tài chính, bất kể thu nhập của anh ta là bao nhiêu. Một ngoại lệ duy nhất cho quy tắc này là một người không biết tiết kiệm nhưng được thừa kế một khoản tiền lớn đến mức anh ta không thể tiêu hết nó, hoặc anh ta được thừa kế nó với những điều kiện sẽ bảo vệ khoản tiền đó cho anh ta. Song những sự kiện này quá xa vời tới mức thực tế bạn không thể tin vào một phép màu như vậy có thể xảy ra với mình. Tác giả thích duy trì mối quan hệ thân thiết với hàng trăm người trên khắp Hoa Kỳ và ở một số nước khác. Trong gần 25 năm, tác giả đã theo dõi nhiều người quen này và do đó biết được từ kinh nghiệm thực tế về cách họ sống, tại sao một số người thất bại trong khi những người khác thành công, cũng như lý do thất bại và thành công. Danh sách người quen này bao gồm những người có thu nhập hàng trăm triệu đô la và thực sự tiết kiệm nhiều triệu mà họ kiếm được, và cả những người đã từng có hàng triệu đô la nhưng để vụt mất và bây giờ không một xu dính túi. Với mục đích cho độc giả thấy được triết lý này, cụ thể là làm thế nào quy luật thói quen trở thành một điểm then chốt quyết định thành công hay thất bại, và chính xác là tại sao không có người nào có thể độc lập về tài chính mà không phát triển thói quen tiết kiệm có hệ thống. Thói quen sống của một số những người quen trong danh sách đó sẽ được mô tả. Chúng ta sẽ bắt đầu với một câu chuyện hoàn chỉnh được kể bằng lời của một người đã kiếm được 1 triệu đô la trong lĩnh vực quảng cáo. Nhưng bây giờ không có gì để minh chứng cho những nỗ lực của mình. Câu chuyện này lần đầu tiên xuất hiện trên tờ American Magazine và được đưa vào đây với sự đồng thuận của biên tập viên tạp chí đó. Câu chuyện là có thật ở tất cả các khía cạnh và nó đã được đưa vào như một phần của bài học này bởi vì tác giả của câu chuyện, ông Freeman, sẵn sàng để những sai lầm của mình được công khai với hy vọng những người khác có thể tránh được chúng. Tôi đã kiếm được 1 triệu đô la nhưng lại không có nổi một xu dính túi. Mặc dù thật xấu hổ, vâng,
thậm chí nhục nhã khi công khai thú nhận lỗi lầm nghiêm trọng đã gây ra một mớ hỗn độn của cuộc sống của tôi ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi đã quyết định thú nhận điều này vì những gì tốt đẹp mà nó có thể mang lại. Tôi sẽ mô tả cụ thể bằng cách nào tôi để vượt khỏi tay mình tất cả số tiền xấp xỉ 1 triệu đô la tôi làm ra trong suốt cuộc đời. Số tiền này tôi kiếm được từ công việc trong lĩnh vực quảng cáo, ngoại trừ vài nghìn đô la có được trước 25 tuổi bằng cách giảng dạy tại các trường nông thôn và viết bài tin tức cho một số tuần báo và nhật báo. Có lẽ 1 triệu đô la không có nghĩa là nhiều tiền, bởi ngày nay người ta có hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la, nhưng đó vẫn là một khoản tiền lớn. Nếu có bất kỳ ai nghĩ ngược lại, hãy để họ đếm từ 1 tới 1 triệu. Trong một đêm, tôi đã cố gắng tìm ra sẽ mất bao lâu để làm như vậy. Tôi thấy tôi có thể đếm trung bình được 100 số trong 1 phút. Như vậy, tôi sẽ mất 20 ngày, mỗi ngày 8 giờ, cộng với 6 giờ 40 phút và ngày thứ 21 để thực hiện nhiệm vụ đó. Nếu bạn hoặc tôi được giao nhiệm vụ đếm 1 triệu tờ 1 đô la với lời hứa rằng tất cả chúng sẽ là của chúng ta vào ngày mai, tôi không tin rằng chúng ta có thể hoàn thành nó. Điều đó có thể sẽ khiến chúng ta phát điên và rất nhiều cách sử dụng tiền sẽ hiện ra trước mắt chúng ta, phải không? Hãy để tôi nói ngay từ đầu rằng tôi không hối hận, dù chỉ trong 1 phút, rằng tôi đã tiêu 90% số tiền tôi kiếm được. Ước rằng bất cứ phần nào trong 90% đó trở lại vào thời điểm này sẽ khiến tôi từng cảm thấy tôi đang chối bỏ hạnh phúc cho gia đình và cho nhiều người khác. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là tôi đã tiêu hết tiền và hơn thế nữa. Nếu hôm nay tôi có 10% thu nhập mà tôi từng có thể tiết kiệm một cách dễ dàng, tôi sẽ có 100.000 đô la đầu tư an toàn và không mắc nợ. Nếu tôi có số tiền này, tôi sẽ cảm thấy thực sự rằng tôi giàu có. Và ý tôi chính xác là như vậy, vì tôi chưa bao giờ có mong muốn tích lũy tiền chỉ vì lợi ích của tiền. Những ngày dạy học và viết báo đã mang đến cho tôi một số mối quan tâm và trách nhiệm, nhưng tôi đã đáp ứng những trách nhiệm và mối quan tâm đó một cách lạc quan. Tôi kết hôn ở tuổi 21 với sự ủng hộ của cha mẹ cả hai bên, những người tin tưởng hoàn toàn vào giáo lý được giảng dạy bởi Henry Ward Beecher rằng những cuộc hôn nhân sớm là những cuộc hôn nhân có đạo đức. Chỉ 1 tháng và 1 ngày sau khi tôi kết hôn, cha tôi đã chết một cách bi thảm. Ông bị chết ngạt bởi khí than. Ông từng là nhà giáo suốt cuộc đời và là một trong những người giỏi nhất, nhưng ông không tiết kiệm được một xu nào. Khi ông ra đi, tất cả chúng tôi phải cố gắng vượt qua để tiếp tục sống, và chúng tôi đã làm được. Ngoài khoảng trống cha để lại trong nhà của chúng tôi sau khi mất, vợ chồng tôi, mẹ tôi và chị gái tôi sống cùng nhau. Chúng tôi đã có một cuộc sống vui vẻ, mặc dù phải thắt chặt chi tiêu cho các nhu cầu tối thiểu. Mẹ tôi, người đặc biệt tài năng và tháo vát, bà đã dạy học với bố tôi cho đến khi tôi sinh ra, quyết định cho một cặp vợ chồng là những người bạn cũ của gia đình đến ở trọ. Họ đến sống với chúng tôi và giúp trang trải các chi phí. Mẹ tôi được khen là rộng rãi vì những bữa ăn tuyệt vời mà bà chuẩn bị. Sau đó, hai người bạn nữ tốt bụng của gia đình cũng đã chuyển tới nhà của chúng tôi và làm tăng thu nhập của chúng tôi. Chị tôi đã giúp đỡ rất nhiều bằng cách dạy một lớp mẫu giáo ở phòng khách lớn trong nhà. Vợ tôi cũng đóng góp cho gia đình bằng cách phụ trách việc may vá. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, bởi vì lời nói của bạn có thể gieo hạt giống thành công hay thất bại trong tâm trí của người khác. Đó là những ngày rất hạnh phúc, không ai trong gia đình tiêu xài hoang phí hoặc có bất kỳ xu hướng lãng phí nào, ngoại trừ chính bản thân tôi, vì tôi luôn hướng tới sự tự do về tiền bạc. Tôi thích tặng quà cho gia đình và chiêu đãi bạn bè. Khi đứa con đầu tiên ra đời, một cậu bé, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng thiên đường đã mở cửa cho chúng tôi. Cha mẹ vợ tôi, những người quan tâm sâu sắc và chia sẻ nhiều nhất với các vấn đề của chúng tôi, luôn sẵn sàng giúp đỡ, cũng hạnh phúc không kém khi có đứa cháu đầu lòng. Anh rể tôi lớn hơn vợ tôi rất nhiều và là một cử nhân, ban đầu không thể hiểu được niềm vui mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy. Nhưng sau đó niềm vui cũng lan tỏa tới anh, thật là một sự khác biệt lớn lao mà một em bé mang lại cho ngôi nhà. Tôi đưa những chi tiết này vào câu chuyện của mình chỉ để nhấn mạnh những ngày đầu của cuộc đời tôi đã sống như thế nào. Tôi không có cơ hội chi tiêu nhiều tiền, nhưng tôi đã có rất nhiều hạnh phúc trong những ngày như tôi từng kể đó. Điều kỳ lạ là tất cả kinh nghiệm của những ngày đó không dạy tôi giá trị của đồng tiền. Nếu bất cứ ai cần có một bài học thực tế để hướng dẫn họ trong tương lai, tôi chắc chắn đây là một trong số đó. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết trải nghiệm ban đầu này ảnh hưởng đến tôi như thế nào.
Sự ra đời của con trai tôi đã truyền cảm hứng thôi thúc tôi làm một việc gì đó để kiếm được nhiều tiền hơn là đi dạy và viết báo. Tôi không muốn vợ, mẹ và chị tôi cảm thấy rằng họ sẽ phải tiếp tục đóng góp cho việc duy trì gia đình vô thời hạn. Tại sao một thanh niên to cao, khỏe mạnh, đầy đủ khả năng như tôi vẫn luôn chỉ là một phần của bánh xe? Tại sao tôi không thể là toàn bộ bánh xe cho cả gia đình dựa vào? Với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn, ngoài việc dạy học và viết báo, tôi bắt đầu bán sách. Điều này mang lại cho tôi thêm khá nhiều tiền. Cuối cùng, tôi đã từ bỏ việc giảng dạy để tập trung vào việc bán sách và viết báo. Việc bán sách đã đưa tôi đến Bridgeton, New Jersey. Chính ở đây, tôi đã có một sự khởi đầu thực sự trong việc kiếm tiền. Tôi đã phải sống xa nhà để làm công việc này, nhưng sự hy sinh là đáng giá. Chỉ trong vài tuần, tôi đã kiếm đủ tiền để gửi về nhà, nhiều hơn so với số tiền tôi đã đóng góp cho cả gia đình trong bất kỳ năm nào, từ việc dạy học và viết báo. Sau khi trụ được ở khu vực Bridgeton, tôi bắt đầu quan tâm đến một tờ báo ở thành phố, tờ Sao Mai. Tôi thấy dường như biên tập viên và tổng biên tập của tờ báo này cần một người trợ giúp. Tôi gọi anh ta và nói với anh ta như vậy. Anh ta nói, trời đất ơi, làm thế nào tôi có thể thuê ông? Tôi còn không kiếm đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của chính mình. Chính vì thế, tôi nói, tôi tin rằng chúng ta có thể làm cho tờ Sao Mai thành công. Tôi sẽ nói cho ngài biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ làm việc cho ông một tuần với mức lương $1 một ngày. Hết tuần, nếu tôi làm tốt, tôi mong ông trả cho tôi $3 mỗi ngày trong tuần thứ hai. Và sau đó, nếu tôi tiếp tục làm tốt, tôi mong ông trả cho tôi $6 trên một ngày trong tuần thứ ba. Và sẽ tiếp tục như thế cho đến khi tờ báo kiếm đủ tiền để trả cho tôi $50 mỗi tuần. Tổng biên tập đồng ý với đề xuất của tôi. Sau 2 tháng, tôi đã được trả $50 một tuần, được coi là một mức lương cao thời kỳ đó. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang trên đường kiếm tiền, nhưng tất cả những gì tôi muốn là làm cho gia đình tôi thoải mái hơn. $50 một tuần chỉ gấp 4 lần so với khi tôi đi dạy ở trường. Công việc của tôi với tờ Sao Mai bao gồm biên tập không xuất sắc lắm, báo cáo chỉ bình thường, viết và bán quảng cáo khá thành công, hiệu đính, nhận bài, vân vân. Nó tiêu tốn của tôi 6 ngày trên một tuần, nhưng tôi có thể chịu đựng được vì tôi mạnh mẽ và có sức khỏe tốt. Và bên cạnh đó, công việc rất thú vị. Tôi cũng đã hợp tác với báo New York Chủ nhật, Philadelphia Record và tờ báo Trenton. NG mang lại cho tôi trung bình $150 một tháng, vì đây là một thị trường tốt. Tôi đã học được một bài học từ Sao Mai mà cuối cùng đã định hình cuộc đời tôi. Tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều tiền kiếm được bằng cách viết quảng cáo trên báo hơn là viết quảng cáo cho họ. Quảng cáo mang lại vô số lợi nhuận cho xí nghiệp. Tôi đã viết một bài quảng cáo trên tờ Sao Mai về ngành công nghiệp chế biến hàu ở phía nam Jersey. Những nhà sản xuất hàu đã trả $3,000 tiền mặt và tổng biên tập chia cho tôi theo tỷ lệ 50/50. Tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy trong suốt cuộc đời mình. Hãy nghĩ về nó, $1,500 cao hơn 25% so với số tiền tôi đã kiếm được trong 2 năm dạy học và làm các việc khác. Tôi đã tiết kiệm toàn bộ số tiền này hay một phần của nó? Không hề, để làm gì? Tôi có thể dùng nó cho rất nhiều việc nhằm giúp cho vợ, con trai, mẹ và chị gái của tôi hạnh phúc. Và tôi đã để khoản tiền đó rời khỏi tay mình một cách dễ dàng hơn nhiều so với việc làm ra nó. Chẳng lẽ nó không còn là một điều tốt đẹp khi tôi để số tiền này ra đi trong một ngày mưa? Công việc của tôi ở Brighton đã thu hút sự chú ý của Sam Hudson, phóng viên New Jersey của Philadelphia Record, người là một tấm gương sáng về hình mẫu nhà báo với niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm mọi việc cho người khác. Sam nói với tôi rằng đã đến lúc tôi phải chuyển tới một thành phố lớn. Anh ấy nghĩ tôi có tố chất để làm được những việc tốt hơn. Anh ấy nói sẽ cho tôi một công việc ở Philadelphia. Anh ấy đã làm và tôi cùng vợ và em bé chuyển đến Germantown. Tôi được giao phụ trách bộ phận quảng cáo của tờ Gazetteer Philadelphia, một tờ tuần báo. Lúc đầu, tôi không kiếm được nhiều tiền như tôi đã kiếm được ở Brighton, và tôi phải từ bỏ các nội dung báo khác. Tin tức cho những phần đó đã được các phóng viên khác đưa tin, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã kiếm thêm được 25% số tiền.
Sergey Zeti đã tăng kích thước của nó lên 3 lần để phù hợp với số lượng quảng cáo, và mỗi lần tôi lại nhận được một mức tăng lương rất đáng kể. Thêm nữa, tôi được giao một công việc để thu thập tin tức xã hội cho ấn bản chủ nhật của Philadelphia Bradford Merrill. Quản lý biên tập của tờ báo đó, hiện là một giám đốc điều hành báo chí rất quan trọng của New York, đã giao cho tôi một trang lớn để quản lý. Điều này khiến tôi bận rộn tất cả các tối trong tuần, trừ thứ bảy. Tôi đã được trả $5 một cột và tôi xử lý được trung bình 7 cột mỗi chủ nhật, mang lại cho tôi thêm $35 trên một tuần. Điều đó nghĩa là có nhiều tiền hơn cho tôi chi tiêu và tôi đã tiêu nó. Tôi không biết gì về ngân sách chi tiêu của mình, tôi chỉ để tiền ra đi khi nó đến. Tôi không có thời gian hoặc nghĩ rằng tôi đã không có thời gian để quản lý chi tiêu của tôi. Một năm sau, tôi được mời tham gia đội ngũ quảng cáo của Philadelphia Press. Đây là cơ hội lớn cho một chàng trai trẻ vì tôi đã được đào tạo rất tốt dưới sự quản lý của William M. Selin, hiện là tổng biên tập của bản tin tối Philadelphia. Tôi vẫn duy trì công việc là người thu thập tin tức xã hội, vì vậy thu nhập của tôi cũng tương đương với số tiền tôi kiếm được ở Germantown. Nhưng trước đó, công việc của tôi đã thu hút sự chú ý của James Everson, cha, tổng biên tập của Saturday Night và Golden Day, người vừa mua Philadelphia Inquirer. Tôi đã được đề nghị và chấp nhận làm quản lý quảng cáo của tờ báo này. Điều này có nghĩa là thêm sự gia tăng lớn trong thu nhập của tôi. Ngay sau đó, hạnh phúc gia đình cũng tăng thêm gấp đôi khi con gái tôi ra đời. Bây giờ tôi đã có thể làm những gì tôi mong muốn kể từ khi con trai tôi sinh ra. Tôi lại có cả gia đình cùng sống chung dưới một mái nhà. Vợ tôi có hai em bé, mẹ và chị gái tôi. Cuối cùng, tôi đã có thể giải thoát cho mẹ tôi khỏi những lo toan về trách nhiệm tiền bạc cho đến cuối đời. Bà mất năm 81 tuổi, 20 năm sau cái chết của cha tôi, tôi sẽ không bao giờ quên những lời cuối cùng bà nói với tôi. Will, con chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng một chút nào kể từ khi con được sinh ra. Và dù mẹ có là nữ hoàng Anh thì cũng không thể có nhiều hơn những gì con đã mang lại cho mẹ. Tôi đã kiếm được số tiền gấp 4 lần số tiền mà cha tôi đã làm ra với tư cách là hiệu trưởng của những trường công lập ở thị trấn Philipsburg, New Jersey. Tôi cảm ơn những nghịch cảnh xuất hiện trên đường đời của tôi bởi chúng dạy tôi sự chịu đựng, cảm thông, tự kiểm soát, sự kiên trì và cả những phẩm chất khác mà tôi chưa biết tới. Tuy nhiên, tất cả các khoản tiền đã ra khỏi túi của tôi dễ dàng như nước chảy qua một cái sàng. Tôi cho rằng chi tiêu tăng lên cùng với sự gia tăng thu nhập đã trở thành thói quen với hầu hết mọi người. Dù vậy, không có lý do nào có thể biện giải cho việc để chi tiêu vượt quá thu nhập mà tôi đã làm ra. Tôi thấy mình nợ nần chồng chất và từ lúc đó trở đi tôi không bao giờ hết nợ. Nhưng tôi không lo lắng về các khoản nợ của mình vì tôi nghĩ rằng tôi có thể trả hết bất cứ lúc nào. Tôi không biết rằng 25 năm sau, các khoản nợ không chỉ mang tới nỗi lo lắng và bất hạnh lớn, mà tôi còn mất cả bạn bè và sự tín nhiệm. Dẫu vậy, tôi vẫn phải tự tán dương mình về một điều, tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm về lỗi lầm lớn của mình là tiêu tiền quá nhanh, nhưng tôi không bao giờ để việc đó ảnh hưởng tới công việc của mình. Tôi đã luôn cố gắng tìm hiểu nhiều thứ hơn để làm và tôi luôn tìm thấy chúng. Tôi đã dành rất ít thời gian với gia đình, tôi về nhà ăn tối mỗi ngày và chơi đùa với các con cho đến khi chúng đi ngủ. Sau đó, tôi sẽ trở lại văn phòng và làm việc. Cứ thế thời gian trôi qua, một cô con gái khác được sinh ra. Lúc này, tôi muốn các con gái của tôi có một chiếc xe ngựa và con trai tôi có một con ngựa để cưỡi. Tiếp đó, tôi nghĩ rằng tôi cần một đội ngựa và xe để đưa tôi đi khắp nơi cùng gia đình, cả xe ngựa hai chỗ ngồi và xe ngựa mu trần. Tôi mua tất cả các loại xe, thay vì một con ngựa và một chiếc xe, hoặc có lẽ là một đội xe ngựa đủ cho nhu cầu của chúng tôi. Và là thứ mà chúng tôi có khả năng trang trải, tôi lại sắm cả một chuồng ngựa với tất cả những thứ cần thiết đi kèm với nó. Khoản này khiến tôi mất gần 1/4 thu nhập cả năm. Rồi tôi chơi golf, lúc đó tôi 41 tuổi, tôi đã chơi một cách nghiêm túc như khi tôi làm việc, nghĩa là đặt toàn bộ tâm huyết của mình vào đó. Tôi chơi khá tốt, con trai và con gái lớn của tôi cũng chơi với tôi, và chúng cũng chơi tốt. Tôi cũng muốn đưa cô con gái nhỏ của tôi đi tránh rét mùa đông ở miền Nam và nghỉ hè ở Adirondack, nhưng thay vì chỉ có vợ tôi đi cùng con gái út,
tôi cảm thấy cũng rất tuyệt nếu cho con trai và con gái lớn đi cùng. Chuyến đi đã được thực hiện như vậy. Họ đã đến Pinehurst, North Carolina mỗi mùa đông và đến những khu nghỉ dưỡng đắt tiền ở Adirondack hoặc ở New Hampshire vào mùa hè. Tất cả các khoản chi tiêu này tốn rất nhiều tiền. Con trai và con gái lớn của tôi rất thích chơi golf và đã chi rất nhiều tiền cho việc đó. Tôi cũng đã chi khá nhiều cho golf và các khóa học quanh New York. Cả ba chúng tôi đã giành được 80 giải thưởng, hầu hết trong số đó hiện đang được lưu trữ. Có một ngày tôi ngồi tính toán những khoản đã chi để có được các giải thưởng đó. Tôi phát hiện ra rằng mỗi chiếc cúp đã tiêu tốn của tôi 250 đô la, tổng cộng lại là 45.000 đô la trong khoảng thời gian 15 năm, trung bình là 3.000 đô la một năm. Thật vô lý, có đúng không? Tôi đã ăn chơi một cách xa hoa tại nhà của mình. Những người sống ở Montclair nghĩ rằng tôi là một triệu phú. Tôi thường xuyên mời các nhóm doanh nhân chơi golf cả ngày tại câu lạc bộ và sau đó ăn tối với tôi vào buổi tối. Họ sẽ hài lòng với một bữa tối tại nhà đơn giản. Nhưng không, tôi đãi họ bữa tối xa hoa phục vụ bởi những nhà hàng nổi tiếng. Những bữa tối này không bao giờ có giá dưới 10 đô la một đĩa, không bao gồm tiền thuê nhạc công biểu diễn khi họ đang dùng bữa. Tôi thuê hẳn nhóm 4 nhạc công da màu đến nhà. Phòng ăn của chúng tôi thoải mái ngồi 20 người và nó đã hoạt động với công suất tối đa nhiều lần. Mọi thứ đều rất tuyệt vời và tôi rất vui khi được làm chủ nhà. Thực tế, tôi đã rất hạnh phúc về điều đó. Tôi không bao giờ dừng lại để nghĩ rằng tôi đã chồng chất các khoản nợ nhanh như thế nào. Cuối cùng, cũng tới ngày mà các khoản nợ đó bắt đầu làm phiền tôi rất nhiều. Tôi đã tiếp đón rất nhiều khách tại câu lạc bộ golf trong một tháng, trả tiền ăn trưa, xì gà và các khoản phí khác, khiến hóa đơn của tôi đạt tới mức 450 đô la. Điều này thu hút sự chú ý của các giám đốc câu lạc bộ, những người đều là bạn tốt của tôi và rất quan tâm đến lợi ích của tôi. Họ thấy có trách nhiệm phải nói với tôi rằng tôi đã tiêu quá nhiều tiền và họ muốn tôi xem lại các chi tiêu của mình vì lợi ích của chính bản thân tôi. Điều này đã khiến tôi giật mình. Nó khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc đủ lâu để chấp nhận sự hy sinh lớn là từ bỏ những con ngựa và xe ngựa. Tôi đã chuyển nhà trở lại thành phố, nhưng tôi đã không để lại bất kỳ hóa đơn chưa thanh toán nào ở Montclair. Tôi đã vay tiền để trả cho họ. Tôi luôn dễ dàng có được tất cả số tiền mình muốn, bất chấp tai tiếng từ những vấn đề tài chính đó. Đây là hai kinh nghiệm tôi rút ra được từ những năm 40 rực rỡ. Bên cạnh việc tiêu tiền một cách dại dột và có lẽ là liều lĩnh, tôi tiêu tiền không khác gì vứt vào sọt rác. Khi dọn dẹp bàn làm việc ở nhà trước khi chuyển về thành phố, tôi đã xem qua một tập hóa đơn đáo hạn, tổng cộng là hơn 40.000 đô la. Đó là khoản tiền được trao cho bất cứ ai đến chơi. Tôi xé tất cả các hóa đơn và nhận ra rằng nếu có số tiền đó trong tay, tôi đã không mắc nợ một đô la nào. Một trong những doanh nhân thành đạt mà tôi đã mời mọc nhiều lần và đến lượt anh ta phải mời tôi, đã nói với tôi, Billy, tôi phải dừng lại. Việc nhận lời mời của bạn, bạn đã tiêu quá nhiều tiền cho tôi không thể theo kịp bạn. Hãy nhớ rằng điều đó đến từ một người đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Đáng lẽ tôi phải hiểu ra, nhưng không, tôi vẫn tiếp tục chi tiêu như thế. Và ngu ngốc nghĩ rằng tôi đang có một quãng thời gian tuyệt vời, không suy nghĩ gì về tương lai. Người đàn ông này hiện là phó chủ tịch của một trong những tổ chức tài chính lớn nhất New York, trị giá nhiều triệu đô la. Lẽ ra tôi phải nghe lời khuyên của anh ấy. Vào mùa thu năm 1908, sau kinh nghiệm đau thương của mình, suốt 6 tháng trong một ngành kinh doanh khác kể từ khi tôi thôi việc ở tổ chức Hearst, tôi đã tiếp tục công việc làm báo với tư cách là giám đốc quảng cáo của New York Evening Mail. Tôi biết Henry Stockdale, biên tập viên và chủ sở hữu tờ báo từ thời ở Philadelphia, khi ông còn là phóng viên chính trị cho tờ báo. Mặc dù bị các khoản nợ trói buộc, tôi đã làm việc một cách thành công nhất trong suốt cuộc đời mình với Evening Mail. Và trong 5 năm gắn bó với nó, tôi kiếm được nhiều tiền hơn tất cả những việc từng làm trước đây. Hơn nữa, ông Stockdale đã cho tôi đặc quyền đăng quảng cáo trên tờ báo của ông trong 1.000 ngày, xuất bản liên tiếp và điều này mang lại cho tôi hơn 55.000 đô la. Ông Stockdale rất hào phóng theo nhiều cách khác nhau và thường trả cho tôi những khoản tiền đặc biệt để làm những việc mà ông coi là khác thường trong phát triển kinh doanh. Trong thời gian này, tôi đã mắc nợ nhiều đến mức để giữ cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhất có thể,
mà không gây áp lực quá nhiều lên việc chi tiêu. Tôi đã vay tiền của Peter để trả Paul và vay của Paul để trả Peter. Khoản mục 55.000 đô la kiếm được từ đăng quảng cáo giúp tôi thanh toán hết các khoản nợ và thậm chí còn dư một chút. Toàn bộ số tiền đó đã vội vàng ra đi như thể tôi không còn gì để quan tâm trên thế giới này. Năm 1915, tôi đã tự mình kinh doanh quảng cáo. Từ thời điểm đó cho đến mùa xuân năm 1992, mức phí của tôi đã tăng lên rất nhiều. Tôi vẫn đang kiếm được nhiều tiền hơn tôi từng kiếm và cũng tiêu nó nhanh như tôi đã từng làm. Cho đến khi bạn bè của tôi mệt mỏi vì cho tôi vay tiền, nếu tôi đã tìm cách tối thiểu nhất để hạn chế chi tiêu của mình xuống mức chỉ 10%, những người bạn tuyệt vời này sẽ sẵn sàng chia 50/50 cho tôi, để tôi trả cho họ 5% và tiết kiệm 5%. Họ không quan tâm lắm đến việc tôi trả lại số tiền họ đã cho mượn vì họ muốn thấy tôi đã thức tỉnh. May mắn cho ai học được rằng cho đi là cách chắc chắn nhất để được nhận lại một vài loại dịch vụ hữu ích nào đó. 5 năm trước, tôi đã phá sản và bị thất nghiệp. Hai người bạn trung thành luôn ở bên cạnh tôi, không kiềm chế được và nói thẳng với tôi rằng tôi cần một bài học quyết liệt. Họ đã làm tất cả những gì cần thiết. Tôi bị buộc phải phá sản. Điều đó gần như làm tan nát trái tim tôi. Tôi cảm thấy rằng mọi người tôi biết đều chỉ tay vào mặt và khinh bỉ tôi. Thật ngu ngốc, bất kỳ bình luận nào cũng không hề thân thiện. Đó là biểu hiện của sự hối tiếc sâu sắc rằng một người đàn ông đã đạt được rất nhiều danh tiếng trong nghề nghiệp của mình và đã kiếm được rất nhiều tiền lại để cho mình gặp khó khăn về tài chính. Bản chất nhạy cảm làm tôi thất vọng vì chuyên phá sản đến nỗi tôi quyết định đến Florida, nơi tôi đã từng làm một công việc đặc biệt cho một khách hàng. Dường như tôi sắp tới được El Dorado, thành phố vàng. Tôi hình dung rằng mình có thể kiếm đủ tiền trong một vài năm để quay lại New York, không chỉ với năng lực làm việc mà còn đủ cả tiền để trang trải tất cả các khoản nợ. Sau một thời gian, dường như tôi đã có thể thực hiện tham vọng này, nhưng tôi lại bị cuốn vào cơn khủng hoảng bất động sản lớn. Cuối cùng, giờ đây, tôi trở lại thị trấn cũ nơi tôi từng kiếm được rất nhiều tiền với hàng trăm bạn bè và những người mong muốn điều tốt cho tôi. Thật là một trải nghiệm lạ lùng. Một điều chắc chắn là cuối cùng tôi đã học được bài học của mình. Tôi tin tưởng vững chắc rằng các cơ hội sẽ đến với tôi để chuộc lại chính mình và khả năng kiếm tiền của tôi sẽ được khôi phục. Và khi thời điểm đó đến, tôi biết mình sẽ có thể sống tốt như tôi từng sống với 40% thu nhập. Sau đó, tôi sẽ chia 60% còn lại thành hai phần, một nửa để trả cho các chủ nợ, nửa còn lại cho bảo hiểm và tiết kiệm. Nếu tôi cho phép bản thân chán nản về quá khứ, hoặc để tâm trí lấp đầy những lo lắng, tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc chiến để chuộc lại chính mình. Nếu vậy, tôi sẽ trở nên vô ơn với đấng tạo hóa đã ban cho tôi sức khỏe tuyệt vời suốt cả cuộc đời. Liệu có phước lành nào lớn hơn thế không? Tôi cũng sẽ trở nên vô ơn với cha mẹ tôi, những người đã dạy dỗ tôi một cách tuyệt vời, giúp tôi có một nền tảng đạo đức vững chắc. Suy thoái đạo đức là vô cùng nghiêm trọng, còn hơn cả tuột dốc chuẩn mực tiết kiệm. Tôi sẽ không biết trân trọng sự khuyến khích và hỗ trợ mà mình đã có được một cách hào phóng từ hàng trăm doanh nhân, tới nhiều người bạn tốt, những người đã giúp tôi xây dựng danh tiếng tốt trong nghề nghiệp của mình. Những ký ức này là ánh mặt trời của cuộc đời tôi và tôi sẽ sử dụng chúng để mở đường cho thành tựu tương lai của mình. Với sức khỏe dồi dào, niềm tin vững chắc, năng lượng tràn đầy, sự lạc quan không ngừng và sự tự tin không giới hạn rằng bản thân có thể chiến thắng trong cuộc chiến của mình. Liệu có gì ngoài cái chết có thể ngăn cản một người, kể cả khi người đó khởi đầu muộn, sau khi hiểu rõ cuộc chiến của bản thân, đăng lại với sự đồng ý của tờ American Magazine, bản quyền nhà xuất bản Crowell năm 1927. Câu chuyện của ông Freeman cũng giống như câu chuyện có thể được kể bởi hàng ngàn người khác không biết tiết kiệm. Ngoại trừ việc thu nhập của họ khác nhau, cách sống, cách tiêu tiền, và lý do của nó, như được kể trong bài tự thuật của ông Freeman, cho thấy cách vận hành của tư duy chi tiêu. Tổng hợp số liệu thống kê về thu nhập và chi tiêu của hơn 16.000 hộ gia đình được tác giả nghiên cứu tiết lộ một số sự thật sẽ giúp ích cho người muốn quản lý thu nhập và chi tiêu của bản thân một cách thực tế, hợp lý và hiệu quả. Thu nhập trung bình nằm trong khoảng từ 100 đến 300 đô la trên một tháng. Việc phân phối chi tiêu với hai mức thu nhập này sẽ như sau.
Một gia đình gồm 2 người có thu nhập là 100 đô la một tháng, nên để dành ít nhất 10 đô la hoặc 12 đô la hàng tháng cho tiết kiệm. Chi phí cho chỗ ở hoặc tiền thuê nhà không được vượt quá 25 hoặc đô la một tháng. Chi tiêu thực phẩm nên ở mức trung bình khoảng 25 đến 30 đô la. Quần áo chỉ nên được chi tiêu trong khoảng từ 15 đến 20 đô la một tháng. Giải trí và dự phòng sự cố nên được giữ ở mức từ 8 đến 10 đô la một tháng. Một gia đình có thu nhập là 100 đô la một tháng, nếu thu nhập đó tăng lên 125 đô la, phải tiết kiệm được ít nhất 20 đô la. Một gia đình có 2 người có thu nhập là 150 đô la một tháng, nên lập danh mục chi tiêu như sau: tiết kiệm 25 đô la, nhà ở hoặc thuê nhà 35 đến 40 đô la, thực phẩm 35 đến 40 đô la, quần áo 20 đến 30 đô la, giải trí 10 đến 15 đô la. Với mức lương 200 đô la một tháng, danh mục sẽ là tiết kiệm 50 đô la, nhà ở hoặc thuê nhà 40 đến 50 đô la, thực phẩm 35 đến 45 đô la, quần áo 30 đến 35 đô la, giải trí 15 đến 20 đô la. Một gia đình 2 người với mức lương hoặc thu nhập 300 đô la một tháng nên phân bổ thu nhập là tiết kiệm từ 55 đến 65 đô la, nhà ở hoặc thuê nhà 45 đến 60 đô la, thực phẩm 45 đến 60 đô la, quần áo 35 đến 45 đô la, giải trí và giáo dục 50 đến 75 đô la. Một số người có thể lập luận rằng một gia đình 2 người kiếm được mức lương 300 đô la một tháng có thể sống tiết kiệm như người kiếm được 100 đô la hoặc 125 đô la. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác, bởi vì một người có khả năng kiếm được 300 đô la một tháng phải tuân thủ quy tắc tương xứng với một người có vẻ bề ngoài tốt hơn và cần nhiều hoạt động giải trí hơn. Một người độc thân kiếm được 100 đô la, 150 đô la hoặc 300 đô la một tháng nên tiết kiệm nhiều hơn người có gia đình với cùng mức thu nhập. Thông thường, một người độc thân không có người phụ thuộc và không mắc nợ nên sống với ngân sách 50 đô la một tháng cho phòng ở và thức ăn, không vượt quá 30 đô la một tháng cho quần áo và có lẽ là 10 đô la để giải trí. Số tiền này có thể được tăng lên một chút nếu người đó kiếm được từ 150 đến 300 đô la một tháng. Một cậu bé sống xa nhà và có thu nhập hàng tuần chỉ 20 đô la nên tiết kiệm 5 đô la. Phần còn lại nên trang trải chi phí thức ăn, phòng ở và quần áo. Một cô gái sống xa nhà có cùng thu nhập sẽ cần một khoản chi tiêu quần áo lớn hơn một chút vì trang phục của phụ nữ đắt hơn nam giới và nói chung là phụ nữ thường coi trọng ngoại hình hơn nam giới. Một gia đình 3 người sẽ có thể tiết kiệm ít hơn đáng kể so với số tiền mà gia đình 2 người có thể tiết kiệm được. Tuy nhiên, trừ những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, chẳng hạn như các trường hợp gia đình mắc nợ phải khấu trừ từ thu nhập hàng tháng, bất kỳ gia đình nào cũng nên tiết kiệm ít nhất 5% tổng thu nhập. Ngày nay, các gia đình thường mua ô tô bằng cách trả góp hàng tháng. Họ đã chi quá lớn so với thu nhập của họ. Một người có thu nhập đủ trang trải cho xe Ford không nên mua xe hơi. Studebaker, anh ta nên kiềm chế ham muốn của mình và hài lòng với một chiếc Ford. Nhiều người đàn ông độc thân chi tiêu toàn bộ thu nhập của họ và thường xuyên mắc nợ bởi vì họ sử dụng một chiếc ô tô không phù hợp với thu nhập của họ. Hiện tượng phổ biến này trong hàng ngàn trường hợp đã khai tử cho sự thành công vì độc lập tài chính cũng được coi là một phần của thành công. Kế hoạch mua trả góp đã trở nên rất phổ biến và thật dễ dàng để mua bất cứ thứ gì người ta mong muốn, làm cho xu hướng chi tiêu vượt quá tỷ lệ thu nhập đang tăng lên nhanh chóng. Những người muốn được độc lập tài chính phải ngăn ngừa xu hướng này. Bất cứ ai sẵn sàng có thể thử thực hiện điều này. Một điều tồi tệ khác, vừa là một điều tồi tệ, vừa là một sự may mắn, đó là thực tế đất nước này thịnh vượng đến mức việc kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng nếu không lưu ý thì việc đồng tiền ra đi còn dễ dàng hơn. Kể từ khi bắt đầu thế chiến, nền kinh tế Hoa Kỳ đã thỏa mãn được mọi nhu cầu thực tế. Và sự thịnh vượng này đã khiến mọi người rơi vào tình trạng chi tiêu bất cần, vô lý. Việc chạy đua theo những người xung quanh không có gì hay ho khi điều đó có nghĩa là hy sinh thói quen tiết kiệm một phần thu nhập thường xuyên của một người. Về lâu dài, tiết kiệm từng chút một theo thời gian hiệu quả hơn nhiều so với việc chạy theo những người xung quanh từ khi còn trẻ, qua những ngày trưởng thành và cuối cùng là đến tuổi già mà không hình thành thói quen tiết kiệm có hệ thống. Thà hy sinh những ham muốn giải trí để tiết kiệm lúc trẻ còn hơn là bắt buộc phải làm vậy khi về già.
như tất cả những người không xây dựng thói quen tiết kiệm thường phải làm. Tôi thấy biết ơn vì sinh ra trong nghèo đói, khiến tôi không phải sống với gánh nặng hào quang giàu có của bố mẹ và một túi vàng quấn quanh cổ. Không có gì nhục nhã hơn việc mang theo nỗi đau đớn và khổ sở như nghèo đói khi về già, khi người ta không còn khả năng lao động mà phải dựa vào người thân hoặc các tổ chức từ thiện để tồn tại. Mọi người đều phải có một ngân sách chi tiêu, cả người đã kết hôn và người độc thân, nhưng sẽ không có ngân sách nào hoạt động hiệu quả nếu người giữ nó thiếu can đảm cắt giảm chi phí cho các mục như vui chơi và giải trí. Nếu bạn cảm thấy sức mạnh ý chí của bạn yếu đến mức bạn nghĩ rằng cần phải theo kịp nhà Smith với người mà bạn giao tiếp xã hội và người có thu nhập lớn hơn bạn hoặc người tiêu xài thu nhập của họ một cách dại dột, thì không có ngân sách chi tiêu nào có thể phục vụ bạn. Hình thành thói quen tiết kiệm có nghĩa là ở một mức độ nào đó, ít nhất bạn phải tách biệt bản thân khỏi tất cả ngoại trừ một nhóm bạn được lựa chọn cẩn thận. Những người yêu mến bạn mà không cần bạn phải cung cấp hoạt động vui chơi giải trí một cách công phu. Chấp nhận rằng mình thiếu can đảm để cắt giảm chi tiêu cho tiết kiệm dù chỉ là một khoản nhỏ, tương đương với việc thừa nhận mình thiếu loại tính cách cần thiết dẫn đến thành công. Điều này đã được chứng minh quá nhiều lần để kết luận rằng những người đã hình thành thói quen tiết kiệm luôn được ưu tiên đưa vào các vị trí quan trọng. Do đó, việc tiết kiệm tiền không chỉ gia tăng lợi thế khi làm việc hoặc tạo được một tài khoản ngân hàng lớn hơn, mà còn tăng khả năng kiếm tiền thực tế. Bất kỳ người quản trị doanh nghiệp nào cũng thích thuê người biết tiết kiệm tiền thường xuyên, không phải vì việc người đó tiết kiệm tiền, mà vì những tính cách mà người đó sở hữu sẽ giúp anh ấy hoặc cô ấy làm việc hiệu quả hơn. Nhiều công ty sẽ không thuê người không biết tiết kiệm. Điều này nên là một thông lệ chung cho tất cả các nhà quản trị doanh nghiệp để yêu cầu toàn bộ nhân viên tiết kiệm tiền. Đây sẽ là sự may mắn cho hàng ngàn người, những người không đủ sức mạnh ý chí để hình thành thói quen tiết kiệm. Henry Ford đã đi một chặng đường rất dài, có lẽ là quá xa, để thúc đẩy nhân viên của mình không chỉ nhằm tiết kiệm tiền của họ, mà còn chi tiêu những gì họ kiếm được một cách khôn ngoan, sống an toàn và tiết kiệm. Người đàn ông khiến nhân viên của mình hình thành thói quen tiết kiệm là một nhà từ thiện thực sự. Cơ hội đến với người có tiền tiết kiệm. Vài năm trước, một chàng trai trẻ đến Philadelphia từ vùng nông nghiệp Pennsylvania và đi làm trong một nhà máy in. Một trong những đồng nghiệp của anh ta sở hữu một số cổ phần trong công ty xây dựng và cho vay và đã hình thành thói quen tiết kiệm $5 một tuần thông qua hiệp hội này. Chàng trai trẻ dưới ảnh hưởng của người cộng sự đã mở một tài khoản với công ty xây dựng và cho vay. Sau 3 năm, anh đã có $900. Nhà máy in mà anh làm việc gặp khó khăn về tài chính và sắp phá sản. Anh ta đã đến giải cứu với số tiền $900 mà anh tiết kiệm từng chút một và đổi lại được hưởng một nửa lợi nhuận của doanh nghiệp. Chỉ bằng việc tiết kiệm, anh đã giúp doanh nghiệp trả hết nợ và giờ đây anh có được với tỷ lệ một nửa lợi nhuận nhiều hơn $25,000 một năm. Cơ hội này sẽ không bao giờ đến, hoặc nếu có, anh cũng sẽ không sẵn sàng nắm lấy nó nếu không hình thành thói quen tiết kiệm tiền. Khi hãng ô tô Ford được xây dựng trong những ngày đầu tồn tại, Henry Ford cần vốn để thúc đẩy sản xuất và bán sản phẩm của mình. Anh ta hỏi vay một vài người bạn đã tiết kiệm được vài ngàn đô la, một trong số đó là thượng sĩ Carl Ungret. Những người bạn này đã đưa vài ngàn đô la giúp đỡ anh ta và sau đó đã thu được hàng triệu đô la lợi nhuận. Khi Gugot lần đầu tiên bắt đầu kế hoạch xây dựng cửa hàng 5 xu và 10 xu của mình, anh ta không có vốn, nhưng anh đã xin trợ giúp từ một vài người bạn đã tiết kiệm được vài ngàn đô la. Bằng việc dành dụm từng chút một, những người bạn này đã góp vốn cho anh ta và sau đó họ được trả lại hàng trăm ngàn đô la tiền lãi. Van Hosen đã nghĩ ra ý tưởng sản xuất áo sơ mi công sở dành cho nam giới. Ý tưởng của anh rất hay, nhưng anh không có một xu để quảng bá nó. Anh ta nhờ tới một vài người bạn, chỉ có vài trăm đô la, những người đã cho anh ta vay khoản vay ban đầu. Và công việc sản xuất áo sơ mi đã làm cho mỗi người trong số họ trở nên giàu có. Những thanh niên kinh doanh xì gà El Producto có rất ít vốn khi bắt đầu. Những gì họ có là khoản tiền họ tiết kiệm được từ thu nhập nhỏ nhoi của mình trên thị trường xì gà. Họ có ý tưởng tốt và biết cách tạo ra điếu xì gà ngon, nhưng ý tưởng đó đã chết từ trứng nước nếu họ không tiết kiệm được một ít tiền.
Với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, họ đã tung ra loại xì gà đó, và vài năm sau họ bán công ty của mình cho công ty thuốc lá Hoa Kỳ để lấy 8 triệu đô la. Thực tế, đằng sau mọi thời vận lớn, người ta đều có thể tìm thấy một thói quen tiết kiệm được phát triển tốt ngay từ lúc bắt đầu. John Rockefeller là một nhân viên kế toán bình thường. Anh đã nghĩ ra ý tưởng phát triển kinh doanh dầu mỏ. Lúc đó thậm chí còn không được coi là kinh doanh. Anh ta cần vốn, và vì anh ta đã phát triển thói quen tiết kiệm, và qua đó đã chứng minh rằng mình có thể bảo tồn được tiền của người khác. Anh ta không gặp khó khăn gì trong việc vay số tiền mình cần. Có thể nói một cách trung thực rằng cơ sở thực sự cho khối tài sản của Rockefeller là thói quen tiết kiệm tiền mà anh đã phát triển trong khi làm nhân viên kế toán với mức lương 40 đô la một tháng. James Hill là một thanh niên nghèo làm nghề điện báo với mức lương 30 đô la một tháng. Ông đã nghĩ ra ý tưởng về hệ thống đường sắt miền Bắc, nhưng ý tưởng đó vượt quá khả năng tài chính của ông. Tuy nhiên, ông ta đã hình thành thói quen tiết kiệm tiền với mức lương ít ỏi là 30 đô la một tháng và đã tiết kiệm đủ để có thể chi trả cho chuyến đi tới Chicago, nơi có các nhà tư bản quan tâm tài trợ cho kế hoạch của mình. Việc chính ông ta đã tiết kiệm được tiền từ một mức lương nhỏ được coi là bằng chứng tốt cho thấy ông ấy sẽ là một người an toàn để gửi gắm tiền của người khác. Hầu hết các doanh nhân sẽ không tin tưởng giao cho người khác tiền của họ, trừ khi anh ta thể hiện được khả năng quản lý tài chính của mình và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Bài kiểm tra thường gây bối rối cho những người chưa hình thành. Thói quen tiết kiệm này rất thực tế. Một chàng trai trẻ làm việc trong một nhà máy in ở thành phố Chicago muốn mở một cửa hàng in nhỏ và tự mình kinh doanh. Anh ta tìm đến một người quản lý hệ thống thiết bị in ấn và trình bày mong muốn của mình, nói rằng anh ta muốn vay tiền mở nhà in, mua máy in và một số thiết bị nhỏ khác. Câu hỏi đầu tiên được người quản lý đặt ra là: bạn đã tiết kiệm được khoản tiền nào của riêng mình chưa? Anh ấy đã có. Trong số tiền lương 30 đô la một tuần, anh đã tiết kiệm được 15 đô la một tuần thường xuyên trong gần 4 năm. Anh ấy đã nhận được khoản vay mà anh muốn. Sau này, anh nhận được nhiều nguồn đầu tư hơn và cho đến hôm nay, anh đã xây dựng một trong những nhà máy in thành công lớn nhất ở thành phố Chicago. Tên anh ta là George William, và anh ta đã được tác giả của cuốn sách này biết đến thông qua một số sự kiện đã được đề cập ở đây. Nhiều năm sau sự ngẫu nhiên đó, tác giả của cuốn sách đã thân quen với ông William, và vào cuối cuộc chiến năm 1918, tác giả đã đến gặp ông William để vay khoản tín dụng lên tới hàng ngàn đô la với mục đích xuất bản tạp chí Nguyên Tóc Vàng. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: anh đã hình thành thói quen tiết kiệm tiền chưa? Mặc dù thực tế tất cả số tiền tôi tiết kiệm được đã bị mất trong chiến tranh, nhưng tôi cũng đã thực sự hình thành thói quen tiết kiệm, và đây là cơ sở để tôi có được khoản tín dụng lên tới 30.000 đô la. Cơ hội đến từ mọi hướng, nhưng chúng chỉ tồn tại với những người có sẵn tiền hoặc người có thể chỉ huy đồng tiền, vì họ đã hình thành thói quen tiết kiệm và phát triển các đặc điểm khác đi kèm với việc hình thành thói quen tiết kiệm, được gọi chung là tính cách. Tình yêu và công lý là tâm điểm thực sự của mọi cuộc tranh luận. Hãy cho chúng cơ hội và bạn sẽ không bao giờ muốn đánh bại người anh em đang đứng bên lề cuộc sống. Morgan Quá Cố đã từng nói rằng ông thà cho một người có tính cách kiên định, người đã hình thành thói quen tiết kiệm vay 1 triệu đô la, hơn là cho một người không có sự kiên nghị, tiêu xài hoang phí vay 1.000 đô la. Nói chung, đây là thái độ mà thế giới dành cho tất cả những người biết tiết kiệm. Thường chỉ một khoản tiết kiệm nhỏ không quá 2 hoặc 300 đô la là đủ để bước lên con đường cao tốc hướng tới độc lập tài chính. Một vài năm trước, một nhà phát minh trẻ tuổi đã phát minh ra một món đồ gia dụng rất độc đáo và thiết thực. Anh ta gặp khó khăn, các nhà phát minh thường như vậy vì không có tiền để đưa sản phẩm ra thị trường. Hơn nữa, do chưa hình thành thói quen tiết kiệm, anh không thể vay tiền thông qua ngân hàng. Bạn cùng phòng của anh ta là một thợ máy trẻ tuổi, người đã tiết kiệm được 200 đô la. Ông đã hỗ trợ nhà phát minh với số tiền nhỏ này đủ để tạo ra một lượng sản phẩm để bán. Họ đi từ nhà này sang nhà khác, bán hết loạt hàng đầu tiên. Sau đó quay về sản xuất loạt tiếp theo, và cứ thế cho đến khi họ tích lũy được, nhờ vào khả năng chi tiêu và tiết kiệm của người bạn cùng phòng, một khoản tài chính 1.000 đô la. Với khoản này,
Cộng với việc vay mượn thêm, họ đã mua các công cụ để sản xuất hàng loạt sản phẩm của riêng họ. Người thợ máy trẻ tuổi đã bán một nửa cổ phần của mình trong doanh nghiệp 6 năm sau với giá 250.000 đô la. Anh ta sẽ không bao giờ có được số tiền lớn này trong suốt cuộc đời của mình nếu không hình thành thói quen tiết kiệm, cho phép anh giúp đỡ người bạn phát minh của mình. Trường hợp này có thể được nhân lên hàng ngàn lần với những thay đổi nhỏ về chi tiết, vì nó là sự mô tả thường thấy về khởi đầu của nhiều khối tài sản lớn đã và đang được tạo ra ở Hoa Kỳ. Đây dường như là một sự thật đáng buồn, tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật không hơn không kém, rằng nếu bạn không có tiền và không phát triển thói quen tiết kiệm, bạn sẽ không may mắn khi cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mặt bạn. Điều này không gây hại gì khi được lặp đi lặp lại. Trên thực tế, nó nên được lặp đi lặp lại. Rằng sự khởi đầu thực sự của gần như tất cả thời vận, dù lớn hay nhỏ, là sự hình thành thói quen tiết kiệm. Hãy để nguyên tắc cơ bản này được thiết lập vững chắc trong tâm trí bạn và bạn sẽ vững bước trên con đường độc lập tài chính. Thật là một cảnh tượng đáng buồn khi nhìn thấy một người trong nhiều năm tự trói mình vào guồng quay mệt mỏi của những ngày lao động khổ sai vì bỏ bê thói quen tiết kiệm, nhưng vẫn có hàng triệu người như vậy đang sống ở Hoa Kỳ ngày nay. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là tự do. Không thể có tự do thực sự nếu không có một mức độ độc lập tài chính nhất định. Thật tồi tệ khi bị buộc phải ở một nơi nhất định, làm một nhiệm vụ nhất định, có lẽ là việc mà người đó không thích trong một số giờ nhất định mỗi ngày trong tuần suốt cả cuộc đời. Nhìn theo cách khác thì điều này giống như ở tù, vì sự lựa chọn hành động của một người luôn bị giới hạn. Điều này cũng không khác gì ở tù với đặc quyền của một người đáng tin cậy. Và từ góc nhìn khác, nó còn tồi tệ hơn, bởi vì người tù thực sự đã thoát khỏi trách nhiệm tìm kiếm chỗ ở, đồ ăn và quần áo mặc. Hy vọng duy nhất để thoát khỏi nhà tù suốt đời này là phát triển thói quen tiết kiệm và sống với thói quen đó, bất kể nó đòi hỏi sự hy sinh thế nào. Không có lối thoát nào khác cho hàng triệu người, trừ khi bạn là một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Bài học này và tất cả những tuyên bố thực tế này đều dành cho bạn và áp dụng cho bạn. Không phải người vay, cũng không phải người cho vay. Vì khoản vay tự đánh mất cả bản thân và bạn bè, và vay mượn làm suy tàn tiết kiệm. Trên tất cả, để là đúng chính mình, thì phải tuân theo, dù đêm hay ngày. Điều này không thể sai với bất kỳ ai. Shakespeare. Mọi thứ đều là tạm thời, chỉ có sự thật tồn tại vĩnh cửu. Tổng kết, khuyên ai đó tiết kiệm tiền mà không mô tả rõ làm thế nào để tiết kiệm thì không khác gì vẽ một bức tranh về một con ngựa và chú giải bên dưới, đây là một con ngựa. Việc tiết kiệm tiền chỉ là vấn đề của thói quen. Hình thành thói quen tiết kiệm không có nghĩa là bạn sẽ giới hạn khả năng kiếm tiền của mình, mà ngược lại, bạn sẽ vận dụng quy luật này để nó không chỉ giúp bạn bảo tồn những gì bạn kiếm được một cách có hệ thống, mà còn đặt bạn vào những cơ hội lớn hơn và mang lại cho bạn tầm nhìn, sự tự tin, trí tưởng tượng, sự nhiệt tình, sự chủ động và khả năng lãnh đạo thực sự để tăng khả năng kiếm tiền của bạn. Quỹ dự trữ là thiết yếu để vận hành kinh doanh thành công. Tương tự như vậy, tiết kiệm là điều thiết yếu cho thành công từ phía cá nhân. Không có tiết kiệm, cá nhân thường phải chịu đựng theo hai cách. Thứ nhất, không thể nắm bắt cơ hội vì nó chỉ đến với người sẵn có tiền. Và thứ hai, bối rối trong một số trường hợp cần tiền khẩn cấp. Việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền liên quan tới tính khoa học. Tuy nhiên, các quy tắc về tích lũy tiền lại rất đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể làm theo. Điều kiện tiên quyết chính là sự sẵn sàng để bớt một phần tiền của hiện tại cho tương lai bằng cách loại bỏ các chi tiêu không cần thiết cho những thứ xa xỉ. Thà hy sinh những ham muốn giải trí để tiết kiệm lúc còn trẻ còn hơn là bắt buộc phải làm vậy khi về già, như tất cả những người không xây dựng thói quen tiết kiệm thường phải làm. Action. Hãy tự lập một bảng thống kê thói quen tiết kiệm tiền một cách có hệ thống theo như hướng dẫn. Mức tiết kiệm theo tháng, theo năm, tùy thuộc vào khả năng tài chính của bạn.